Hello, chào các bác, quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Nay thì bên shop về một cái mã rất là mới, đó là áo điều hòa các nhá. Áo điều hòa hàng của thương hiệu Daikin các bác này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm là một máy này, một máy hai quạt này. Đấy, một máy hai quạt và một chiếc áo. Màu thì bỏ ghế đây. Màu thì sẽ là màu quân đội rất là đẹp luôn nhá. Màu quân đội rất là đẹp luôn. Đấy, hàng của Nhật đây, Japan, chữ rất là to luôn này. Dung lượng pin của nó thì con này cực khủng luôn các bác, dùng cho em là từ đây, hàng made in Japan nhá. Dung lượng pin là của nó là 74.000 mAh này. Đấy, pin của nó là pin li-ông các bác này. Đấy, pin li-ông như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, 520.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi, ở đây nó sẽ có cả cho các bác một cái đèn chiếu sáng này các bác này. Đấy, rất đơn giản cho các bác sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang đây cái đèn chiếu sáng này các bác này. Các bác giữ lì này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi, rất đơn giản thôi. Đây em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác xem. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship được qua nhá. Đó. Đây là cái áo màu quân đội thì các bạn. Đấy, màu quân đội rất là đẹp luôn. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Hàng của quân đội Nhật thì nó sẽ có cho các bác là một áo này. Đấy, một áo như này. Thì về nhà các bác lắp cái quạt vào cho em này. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm các bác là hai cái quạt như này này. Hai quạt này, một cái bộ giắc cắm sạc thì không phải nói làm gì rồi. Cái bộ sạc này là có cả dây luôn nhá, có cả dây cả cáp này luôn. Cái này là cái dây sạc này, không nói làm gì các bác nhá. Đó, và đây là cái hai cái áo này, à hai cái quả quạt này. Hai quả quạt này thì đây, đều là hàng của Nhật hết nhá, 18V này. Đấy, các bác lắp vào đây cho em. Lắp vào đây cho em này. Đấy, các bác lắp thì khi các bác lắp thì các bác đẩy cái lẫy này vào cho em là xong này. Đấy. Mới đầu lắp thì nó sẽ hơi chật một chút, nó sẽ hơi khó lắp một chút, nhưng các bác lắp thì nó sẽ đây. Các bác đẩy từ trong ra để cho cái quạt nó vào trong. Đấy. Đây, đẩy từ trong ra ngoài như này nhá, để cho cái quạt nó vào trong, để hướng cái chiều gió vào trong kia. Đó, đây. Đẩy vào này con này. Đó, đẩy vào như này cho em. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, nó sẽ sập vào cái lẫy này cho em là xong này. Đấy. Hai cái quạt này thì các bác đều để như thế cho em nhá, đều để như này cho em nhá. Đẩy cái quạt cánh gió vào trong nhá, cái hướng cánh gió vào trong. Đây. Đấy là các bác đẩy vào cho em là xong này. Đấy, các bác đẩy vào cho em. Đấy, để vào cho em là xong nhá. Đó, đây nó máy như này rồi, các bác chỉ cần đẩy sập vào cái lẫy này là xong. Đấy, sau đó thì các bác cắm cái đây, tháo cái cáp ra này. Đấy, tháo cái cáp ra. Một đầu cáp thì các bác sẽ cắm vào cái cục nguồn này. Một đầu cáp cắm vào cái cục nguồn này cho em. Đấy. Cắm vào cục nguồn này cho em này. Đấy, đây, cáp cắm vào cái đầu nguồn này. Đấy, sau đó thì các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn giữ lì lên cho em này. Đấy, giữ lì cho em. Các bác bật nguồn lên này. Đấy, và sau đó thì các bác cắm cái này vào hai cái này cho em. Nói chung là cái này thì bác nào cũng biết sử dụng rồi, nó rất là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Đấy, cắm vào cho em là xong. Đó, sau đó thì các bác bật nguồn lên nhá. Đấy, con nào mà hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Đây, em đã bật nguồn rồi, là quạt bắt đầu gió bắt đầu chạy rồi các bác này. Đấy, gió bắt đầu chạy các bác này. Đấy, qua theo bắt đầu chạy nhá. Bây giờ là cái quả pin này thì các bác sẽ để vào trong cái túi của nó luôn. Đây, nó sẽ có cái túi đây. Đấy, có một cái túi đây các bác này. Các bác để quả pin này trong túi này xong này. Đó, để qua pin vào túi này là xong. Đó, là các bác bắt đầu mặc vào là xong nhá. Đây, mình cởi ra mình mặc vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, cởi ra mặc vào này. Đấy, em sẽ mặc vào cho các bác xem luôn. Đó, đây. Cái quả pin thì cái dây cái quả pin thì các bác luồn vào phía trong cho em. Đấy, cắm luồn vào phía trong các bác nhá. Cắm luồn vào phía trong. Đây nha, cái quả pin này thì nó có một cái túi lưới này. Các bác bỏ cái quả pin này vào cái túi lưới này cho em này. Sau đó thì hai cái cáp này là các bác cắm vào này. Đấy, cắm vào hai bên này là xong. Đấy, cắm hai bên này cho em nhá. Đó. Và con này thì nó khi các bác giữ lì này là nguồn nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì này cho em là nguồn sẽ lên và nó có chức năng sạc cho cả điện thoại luôn. Đó, giữ lì này cho em là nguồn nó sẽ lên các bác nhá. Đó. Đấy, khi bác dùng giữ lì này. Và nó có công tác ở đây nhá. Các bác có thể tùy chỉnh luôn. Cái này nó sẽ là vừa là nút nguồn vừa là công tác luôn nhá. Đấy. Và này, đó. Và đây nó sẽ có cả đèn báo luôn này. Đấy. Đấy, đèn đèn pin luôn. Đấy. Thì có rất nhiều chế độ để cho các bác lựa chọn nhá, mát vừa mát mạnh nhá. Đấy, các bác để vào đây cho em này. Sau đó thì như này là mình mặc vào thôi. Đây em sẽ mặc thử cho các bác xem này. Đó. Mặc cho các bác xem luôn. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Các bác mặc vào cho em này. Em thì đang là 1m65 và cân nặng sẽ là tầm 65 kg nhá. 1m65 và cân nặng là 65 kg, còn các bác có thể lấy kích thước to hơn cũng được. Đấy, bên em có cả kích thước to hơn. Đấy. Các bác thấy không? Khi em mặc vào một cái là nó đã đẩy cái gió phồng lên rồi các bác. Đây. Đấy, gió nó phùng lên các bạn này. Đấy. Gió nó phùng lên rất là mát luôn nhá. Rất là mát luôn. Đó các bạn thấy không? Đấy, gió phùng lên rất là mát luôn. Đây các bạn. Đó, đây. Gió phùng lên rất là mát luôn này các bạn. Đấy, gió nó bay này các bạn này. Đây.
hình các bạn nhá. Đó, đây các bác thấy người nó phun chưa? Đây. Đây. Gió nó bay này các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, túi bóng gió nó bay này các bạn. Gió rất là to luôn các bạn thấy không? Đấy, bay cả túi bóng đi luôn các bạn. Trong này rất là nhiều gió luôn nhá. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đó đây. Sau lưng này các bạn. Gió nó cùng đây các bạn. Đó. Đây. Rất là tiện để các bạn sử dụng nhá. Đó, các bạn. Rất kín luôn các bạn. Đó. Rất mát nhá. Thì các bác có thể dùng để mình làm công trình công việc này, hoặc làm thợ này, hoặc là rời nó nóng nó nồm thì các bác dùng con này cho em. Đó. Người em thì nó sẽ là 1m65 và cân nặng là 65 kg nhá. Còn các bác có thể lấy tăng giảm thì tùy theo các bác này. Chạy cực kỳ là khỏe luôn. Quạt của nó chạy rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái số ở đây các này. Đấy, các số ở đây nhá. To nhỏ ở đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy. Nó có 4 số tất cả nhá. Đấy. Có 4 số tất cả các bạn. Rất mát luôn các bạn, 4 số rất là mát luôn. Thì các bác có thể dùng đa di năng thoải mái tiện ích cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Sẽ là 520.000 cho một con áo điều hòa như này. Các bác lên cho em là áo điều hòa 520.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục pin này. Một cục pin như này. Đấy, hai quạt này, một dây cáp kết nối với quạt và một cái bộ củ sạc như này nhá. Đấy, nguyên một cái bộ củ sạc như này thôi, các bác mua một cái bộ củ sạc như này thôi đã phải mất hàng trăm nghìn rồi. Thế mà đây combo cho các bác luôn, chọn bộ. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đây. Made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Áo thì nó sẽ là thuộc dạng áo dàn di như này các bác này. Thuộc dạng áo dàn di và có lưới như này nhá, có lưới như này. Đấy. Bên em có cỡ ML và XL, ML và XL. Đó. Chất liệu của nó thì màu dàn di của quân đội Nhật rất là đẹp như này các bác này. Màu dàn di quân đội rất là đẹp luôn. Chất vải của nó thì cực kỳ là đẹp, máy trần kỹ các bác nhá. Lên cho em là áo điều hòa nhá, áo điều hòa. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 550.000. Lên mã giúp cho em đó là áo điều hòa này. Đó. Áo điều hòa. Áo điều hòa nhá. Áo điều hòa giá sẽ là 550k các bạn, 550.000 cho cái bộ áo điều hòa như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lót giày thì bên shop lại về số lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, lót giày quế, hàng dùng thì các bác dùng nó sẽ gọi là chống hôi chân, rồi chống da mồ hôi chân, rồi nói chung là các bác dùng là rất là an toàn luôn. Đây, lót giày quế thơm này. Đấy, chất lượng số 1 Việt Nam luôn. Con này dùng cực kỳ an toàn. Các bác dùng để mình lót giày để chống hôi chân, rồi da mồ hôi chân, rồi là chống bị nấm mốc các thứ nhá. Giá thì sẽ là 10k trên một đôi lót giày như này. Lên theo là lót giày quế 10k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ đôi nạo Đức này, bộ đôi nạo Đức. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là hai chiếc này, một chiếc nạo ngang và một chiếc nạo dọc như này. Đấy. Cái này thì em gọi là nạo dọc này. Đấy, nạo dọc và cái này thì gọi là nạo ngang nhá. Hàng thương hiệu Winling hay người của Đức này. Đấy. Thì một đôi nạo Đức như này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi nạo như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Đấy, giá thì chỉ có 70k thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Cực kỳ hạt rẻ nhá. Hai chiếc nạo như này mà giá chỉ có 70.000 thôi. Lên mã cho em là bộ đôi nạo Đức này. Đấy, bộ đôi nạo này. Bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức. Giá sẽ là 70k nhá. 70k trên bộ đôi nạo Đức như này. Tiếp theo thì cái chảo than chảo tổ ong này, chảo lưới tổ ong bên shop lại về nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là chảo tổ ong chống dính cực kỳ tốt luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga đều ok hết nhá. Bếp từ bếp ga đều ok hết này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới chống dính như này. Đường kính của nó vào khoảng là 27-28 cm nhá. Có quai cầm như này. Chốt đinh cực kỳ là ngon và chống nóng rất là tốt nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, chảo thì nó sẽ là hàng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Dày dẫn chắc chắn và có tráng chống dính này, rồi là có dập lưới chống dính như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Chảo tổ ong. Con này thì đường kính khoảng 27-28 cm. Chảo tổ ong giá sẽ là 140.000 thì cái chảo tổ ong như này nhá. 140k trong con chảo tổ ong như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Cái mã giúp cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một con sản phẩm đó là cái máy xay Osaka nhá. Đấy, nó sẽ là bao gồm là một thân máy như này, Osaka Japan này. Con này sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy.
điện 220V này, công suất của nó sẽ là 350W nhé. Các bác có thể dùng để xay cua, xay tôm, xay cá, xay thịt, xay sinh tố đều ok hết nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kép như này các bác này. Đây, một bộ lưỡi kép như này bao gồm là 4 lưỡi như này nhá. 4 lưỡi sắc bén cho các bác luôn. Đó, đây. 4 lưỡi sắc bén như này các bác này. Dùng thì rất là thích luôn các bác nhá. Đó. Và các bác chỉ cần đặt vào máy như này là mình sử dụng thôi. Đây. Đặt vào máy này, sau đó thì mình nhấp như này là máy sẽ chạy nhá. Sử dụng điện 220V, có dùng cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp em là máy xay Osaka. Giá của nó sẽ là 145.000 nhá. Lên mã giúp em là máy xay Osaka này, 145k nhá. 145k cho một con máy xay Osaka như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái bộ móng tay và đựng trong một cái ví như này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, 1, 2, 3 này. Đấy, một cái bấm to, một cái bấm nhỏ và một cái bấm khóe. Đây, nó lệch như này. Bộ nhíp này, kéo tỉa lông mũi này, đầy đủ bộ phận như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 thôi, 60.000. Lên mã giúp cho em là bộ ví hồng nhá, giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác lên cho em là ví hồng này, đó. Ví hồng, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải, cái này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một vỉ bàn chải hàng của Nhật như này nhá. Đấy. Hàng này thì tiêu chuẩn là chống viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng. Bác nào hay bị cái chứng viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng thì dùng cái này cho em. Đấy. Làm sạch hoàn toàn và dùng thì rất là tốt luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, chống viêm nếu viêm lợi chảy máu chân răng. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy. Vỉ bàn chải giá cực hạt rẻ luôn, 25k cho một vỉ như này nhá. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 chiếc. 6 chiếc bàn chải hàng nội địa của Nhật như này mà giá chỉ có 25k thôi. 6 cái này, đầy đủ màu sắc cho các bác luôn nhá. Đấy, chất liệu là lông tơ cực kỳ là mềm mại luôn, chống viêm nếu viêm lợi chảy máu chân răng. Vỉ bàn chải giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái con máy này. Các bác lên mã giúp cho em đó sẽ là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột, con này thì công năng của nó thì giúp là đuổi chuột, đuổi côn trùng, đuổi kiến gián nhá. Đấy, chuyên để đuổi chuột, côn trùng, kiến gián này. Đấy, chuyên để đuổi chuột, đuổi côn trùng, kiến gián. Và giá của nó sẽ là 35.000 cho một con máy đuổi chuột, côn trùng, kiến gián như này. Lên xem là máy đuổi chuột này, máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Để em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Máy đuổi chuột 35.000 nhá. Mất xin chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Licomax xin chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đấy, giá chỉ có 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 5k cho con cân 5 như này. Các bác lên mã giúp cho em là cân 5. Con này thì nó sẽ cân cho các bác được là 5kg nhá. Đấy, cân cho các bác được là 5kg. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 50.000 cho một con cân 5 như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp cho em là hai quả pin con thỏ nhỏ và là các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Lên mã giúp cho em là cân 5. Đây các bác này. Đấy. Hàng này về thì nó sẽ có lô có pin và lô không có pin nhá. Lô này thì lại có pin. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em này. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào là mình dùng này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Đấy, bật nguồn lên các bác này. Đấy, bật nguồn lên sau đó thì mình cân thôi. Đây nhá. Đấy, ví dụ em cân cái điện thoại của em này. Con điện thoại của em đang là 220g này. Các bác nhấn nút nguồn này. Đấy, nhấn nút nguồn này nó sẽ về không mà các bác cân cái bộ ví hồng này. Đấy, cân bộ ví hồng là 184-185g này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đó, thì các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì các bác nhấn chức năng trừ bì cho em. Ngoài ra thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Giá thì sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5 này. Cân 5, giá sẽ là 50k cho em cân 5 như này nhá. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái
bộ khoan mini nhá. Bộ khoan mini như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, đấy, một thân máy và tất cả các cái đầu vít này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít với các cái chi tiết khác nhau này. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe mẹ con đầy đủ cho các bác này. Đấy. Có những cái đầu vít nhỏ này để các bác đưa vào các cái ốc vít khó này. Đó. Sau đó thì sẽ có cho các bác là một thân máy như này nhá, một thân máy như này các bác này. Đấy, đây. Máy thì chạy rất là khỏe và con này thì nó sẽ có thể đảo chiều được luôn các bác này. Có thể đảo chiều được các bác này. Rất tiện luôn các bác nhá. Máy thì chạy rất là khỏe luôn. Có cho các bác các cái đầu vít như này để các bác tháo lắp vít này. Rất là tiện ích nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây mã kia là máy vít nhá. Đấy. Có cả đầu lục giác luôn nhá. Có cả đầu lục giác này. Lục giác của nó thì sẽ là từ 4 đến 12 nhá, từ 4 đến 12. Đó, từ 5 đến 12 cho các bác. Đấy. Đầu lục giác và đầu vít các cái chi tiết đầy đủ như này mà giá thì cực kỳ rẻ cho các bác luôn. Rồi ok. Hello cho các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng theo mà lên video trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là cái túi vuông các bác này. Túi vuông thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu xanh như này các bác nhá. Đấy, màu nâu và màu xanh. Túi thì chiều cao khoảng 25, chiều rộng 20 và cái chiều ngang này của nó banh ra hết thì nó vào khoảng là 10 cm. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây đeo bên trong như này. Chất liệu này của em thì nó là 100% là da bò tự nhiên các bác nhá. Da bò tự nhiên này. Đấy, các bác có thể về là các bác có thể dùng để test này. Đấy, đây, cái này nó rất là sắc nhá. Đây, em cào này các bác này, không hề có một vết nào luôn. Các bác theo, đây, em cào không hề có vết gì nhá. Đấy, hoặc các bác có thể dùng để mình gọi là đây, em cào này, đấy. Đây, cái này mà cào là chảy máu tay luôn đấy, mà đây không có vết gì luôn nhá. Hoặc các bác có thể dùng lấy máy lửa các bác đốt thoải mái luôn thôi em. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là túi vuông có hai màu, màu xanh và màu nâu. Giá sẽ là 180.000 cái túi vuông nhá. Lên cho em là túi vuông này. Túi vuông, giá sẽ là 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái sạc nhanh của iPhone nhá. Đây. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc và một dây như này. Một dây, một củ sạc, giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ bao gồm là một dây và một củ sạc như này nhá. Đấy, hàng của iPhone nhá. iPhone. Đấy, dòng của iPhone iPhone 14 Pro Max các bác nhá. iPhone 14 Pro Max. Giá của nó sẽ là 60k. Lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone này. Dây sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k thì cái dây sạc nhanh iPhone như này. Một củ một dây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 chiếc và giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có 25.000 cho một hộp này thôi. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là găng tay bằng lụa nhá. Đấy, găng tay bằng lụa thì nó dùng nó rất là dai, mềm mịn và nó bám tay thì các bác dùng nó rất là thích đây. Đấy. Một hộp là 25 chiếc găng tay bằng giấy bóng lụa như này nhá. Giấy bóng lụa thì rất là mềm dai luôn. Tay người lớn, tay trẻ em rồi tay to, tay nhỏ đều dùng được hết. Nó có cái độ co giãn nhất định nhá. Có cái độ co giãn nhất định nên các bác dùng nó rất là sướng này. Đây các bác này. Đấy, rất là dai luôn này. Rất dai luôn. Và có cái độ co giãn nhất định nhá. Dùng nó rất là sướng luôn. Các bác có thể dùng đựng thực phẩm dùng để mình bóp nem, bóp nộm làm thực phẩm, làm thức ăn hoặc là dọn dẹp vệ sinh đều được hết nhá. Rất dai luôn các bác này. Rất dai luôn. Nó là giấy bóng lụa cho nên nó rất là dai nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã cho em là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn này. Giá sẽ là 25k trên một hộp này bao gồm là từ 80 đến 100 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gắp nóng các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái gắp như này các bác này. Đấy, để các bác gắp thực phẩm, gắp thức ăn này. Đây ví dụ như đây là con cá này. Các bác có thể lật con cá này hoặc là nem rán hoặc là nói chung là tất cả cái đồ chiên, đồ nóng này. Các bác lật qua lật lại cho em. Đấy. Lên cho em là gắp nóng nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 trong con gắp nóng như này. Nhà nào chế biến đồ ăn thực phẩm thì cũng vẫn phải dùng con này, nó rất là tiện luôn, bằng inox sạch đẹp nhá. Lên cho em là gắp nóng này, đó. Gắp nóng, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 thì cái gắp nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên. Các bác lên đi vào đá vĩnh cửu. Cái này thì các bác về các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh nhá, để mình sử dụng, để mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt rồi sử dụng đa di năng được luôn. Thì các bác dùng con này nó rất là tiện. Về mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em là mình dùng thôi. Rất là tiện nhá. Đấy, và đây nó sẽ kèm cho các bác một cái gắp như này các bác này. Kèm một cái gắp như này. Đấy, về nhà các bác rửa sạch vệ sinh đi, sau đó thì các bác bỏ trực tiếp vào ngăn đông tủ lạnh cho em. Đấy, bỏ vào khay đá cũng được, bỏ vào ngăn đá ấy. Thì khi mà các bác dùng thì mình lấy ra mình cho vào cốc bia, cốc đá thì mình uống nó sẽ còn nguyên cái độ ngọt của nó các bác nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu,
giá sẽ là 70k cho một hộp đá vĩnh cửu như này, 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu này các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Đấy, vật mũi đứng thì các bác đặt ở đây xem. Đấy, khi nào các bác dùng chức năng là bắt mũi tự động thì các bác sẽ cắm cái nguồn này vào nhé, và bật lên cho em như này là con mũi nó sẽ bay và nó sẽ chập này. Đấy các bác nhá. Còn bình thường thì các bác sử dụng bình thường thì các bác dùng chức năng bắt mũi tự động hoặc vật mũi này. Đây các bác này. Đấy, chập rất là mạnh luôn các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ có 3 nấc này, tắt đi này và nấc số 1 này. Đấy, và nấc số 2 nhá. Đấy, bắt mũi thì các bác dùng bình thường này cho em. Đấy, chập rất là mạnh luôn. Lên mã giúp cho em là vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con vật mũi đứng như này. Hàng thì nó sẽ là đây. Đấy, có các cái thông số đây này. Lên tới 300V luôn nhá. 300V này. Đấy. Đây, chân sạc chân giếc của nó này. Các bác đặt vào cái đế này là xong. Đặt vào cái đế này nó sẽ tự sạc cho bác luôn. Lên cho em là vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng, giá của nó sẽ là 150k. Đó, 150k cho cái vật mũi đứng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Một hộp này thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 lưỡi và kèm cho các bác là một lọ kem và một cái bàn cạo như này. Đấy, một lọ kem, một bàn cạo và 30 lưỡi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 60k bao gồm cho các bác là 30 lưỡi này, một hộp kem và một bàn chải này. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này nhá. Đấy, dòng lưỡi kép như này thì dùng rất là tiện ích luôn. Lưỡi kép sáng bóng các bạn dùng rất tiện ích, và một bộ này các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng cho em nhá. Đấy, dùng quanh năm ngày tháng cho em. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kem như này mà giá chỉ có cho các bác là đi 60k thôi, 60k nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này, giá sẽ là 60.000. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc đấy. Về thì nó sẽ có cho các bác là mấy màu như này nhá. Đấy, mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đó, giá thì chỉ có 40k cho một con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Kích thước của nó sẽ là 70 1m4. Chiều ngang là 70 và chiều dài là 1m4 nhá. Rất to luôn các bác này. Đấy, ngang 70 dài 1m4. Các bác có thể choàng lên cả người luôn. Thì các bác dùng để mình tắm xong mình lau khô nhá. Đấy, hoặc là mình dùng rất là tiện ích luôn, mang đi tắm biển tắm biếc cũng rất là tiện ích này. Một mặt là bông thô, mặt bông mịn. Chất liệu 100% bông tự nhiên thấm hút nước tốt nhá. Dùng rất là thích luôn. Đấy, màu thì sạch đẹp nhã nhặn các bác nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc khăn này thôi các bác. Đấy, 40.000 cho một chiếc khăn như này các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một chiếc khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Lên mã cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. 140 cm nhá. Giá thì sẽ là 40k. 40k cho cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Khăn mặt thì cái này nó sẽ là theo bán theo chiếc. 20.000 sẽ là 3 cái nhá. 20.000 là 3 cái. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50, 20.000 cho 3 cái. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình rửa mặt này. Đấy, hoặc nhà có khách có khứa này, hoặc là ngoài rửa mặt thì các bác có thể dùng để lau bàn ghế, lau bát, lau đũa rồi mình để mình dùng dần, rất là tiện, dùng ở việc gì cũng được. Nhà có cỗ có bàn mình sử dụng để mình lau tay, lau chân đều ok hết nhá. Hoặc nhà có khách có khứa thì phát cho mỗi người một chiếc dùng nó tiện ích. Sạch sẽ các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 60k trên 10 cái thôi. Đấy, 60k nhá, 60k trên 10 cái này, trên 10 cái. Còn mua lẻ thì sẽ là 20k nhá, 20k trên 3 cái nhá. 20.000 3 cái và 60.000 trên 10 cái các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá, khăn rửa mặt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là khay chữ nhật to này. Đấy, khay chữ nhật to. Cái khay chữ nhật to này bao nhiêu đấy? Khay chữ nhật to nhé. Con này sẽ là 40.000 cho một khay chữ nhật to như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay và một cái nắp như này nhá. Một khay và một cái nắp như này. Thì nó rất là tiện ích các bác này. Hàng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy, inox 304 này. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín này, chế biến thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Ưu điểm của con này nó sẽ có cái nắp đậy như này thì các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok, không sợ bị bẩn, bị bụi hoặc là nói chung là côn trùng xâm nhập. Đấy, và hàng thì đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đấy, bên ngoài này nó đều còn đang bọc giấy bóng chống xước hết các bác. Đấy, chống xước hết. Inox 304 đẹp sáng bóng nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là 1 lít nhá, vào khoảng 1 lít. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 1 lít đến hơn 1 lít một chút. Đấy này các bác này. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 20 cm.
chiều dài thì khoảng 25 cm và độ cao thì vào khoảng là 7 cm. Nó rất tiện ích luôn. Lên cho em đó là khay chữ nhật to nhá. Đấy. Khay chữ nhật to. Minh ơi. Lấy anh cái khay bé. Khay chữ nhật to giá sẽ là 40k trên một khay chữ nhật to như này nhá. 40.000. Lấy cho anh cái khay bé nào. Đấy. Hết mất rồi. Rồi ok các bác nhá. Đó thì khay chữ nhật to giá sẽ là 40k trên một khay chữ nhật to như này nhá. Nó rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Con này thì sẽ là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Con này thì các bác có thể đo huyết áp này, đo nhịp tim này. Đấy, về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cho các bác là cái pin con thỏ nhỏ này. Đấy, 4 quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có tuổi rồi thì cần phải đo đạc huyết áp rồi nhịp tim, theo dõi nhịp tim các thứ thì nên sử dụng con này cho em. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc, ra ngoài hiệu sách, ra ngoài hiệu thuốc hoặc là các cái cơ sở y tế mà mua thì nó sẽ bán cho bác khoảng 350.000 đến 400.000. Rẻ nhất thì họ cũng phải bán là 300. Còn bên em bán cho bác với giá bao nhiêu? 260.000 và bao ship nhá. Lên mã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 260.000. Nhận hàng kiểm tra thanh toán lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo của Hàn Quốc nhá. Các bác lên chảo của Nhật nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chảo chuyên ngập dầu. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. 100.000, có tráng đá chống dính cho bác này. Đấy. Có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thứ nhất là có tráng đá chống dính này. Đấy, tráng đá chống dính cho các bác này. Sâu nhá, sâu khoảng 10 cm và chiều rộng thì là 26 cm nhá, 26 cm. Có cái khay như này để các bác có thể để nem dán các thứ lên. Đấy, 20 cm nhá. Đường kính của nó là 20 cm. Các bác có thể dùng để chiên tôm này, chiên tôm cá rồi nem đủ các thứ đều ok hết nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho mã giúp cho em là chảo chuyên ngập dầu nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, 100k cho cái chảo chuyên ngập dầu như này. Minh ơi. Xem cái bình trà này còn cái to không? Có. Bỏ đây cho. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình trà inox nhá. Bình trà inox thì đây nó sẽ là bình trà nhỏ này. Bình trà inox nhỏ có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho một cái bình trà inox nhỏ như này. Con này thì nó sẽ là đựng được 2 lạng trà, chất liệu của nó bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn, chất liệu inox sáng bóng đẹp. Con này thì giá của bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó sẽ là 90.000 nhá. Các bác lên cho em là bình trà inox nhỏ nhá. Bình trà inox nhỏ giá sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái này là có hai màu nhá, màu đỏ và màu vàng gold như này nhá. Đỏ đô vàng gold, màu cực đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop cũng có cho các bác là cái loại 4 lạng đây. 4 lạng sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000 một chiếc. Nó cũng có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold như này. Màu đỏ, màu vàng gold như này các bác nhá. Rất đẹp luôn. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy, màu rất đẹp này. Inox 304 sáng bóng nhá. Các bác có thể dùng đựng chè, đựng cà phê, đựng ngũ cốc rồi đựng lạc, đựng tiêu, đựng điều, nói chung là các cái loại hạt đồ khô các bác cho vào đây thì em rất tiện ích luôn. Đấy, các loại hạt đồ khô cho vào đây nhá. Nắp có gioăng này. Đấy, rất tiện ích luôn, đựng cà phê, cà pháo thì tuyệt vời luôn. Đựng chè khô nhá. Dung tích của con này sẽ là 4 lạng nhá. Đấy, lên cho em là bình inox 4 lạng nhá. Đấy, 4 lạng, giá của nó sẽ là 130k cho con bình 4 lạng như này nhá. 130.000. Đó, 130.000 cho một con bình 4 lạng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu đỏ đô nhá. Màu vàng, màu đỏ đô. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bỏ cho anh cái giá đỡ điện thoại ở đây luôn. Cốc pha cà phê nhá. Các bạn lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Ở đây thì về nhà các bác lắp cho em 2 viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Bỏ cái giá đỡ điện thoại này. 2 quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy, cái giá đỡ kìa. 2 quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy là các bác sử dụng thôi. Là các bác bấm này là nó sẽ quay này, rất tiện ích luôn. Bấm này nó sẽ quay, nó rất tiện ích. Ở đây thì nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường. Đấy, bấm vào là nó sẽ quay thôi, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế luôn. Giá thì sẽ là 90 cành cho một cái cốc cà phê tự khuấy như này. Rất đẹp này. Đấy, có công tắc này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là bên trong là bằng inox 304, bên ngoài bằng nhựa. Đó, bằng nhựa nguyên sinh rất sạch sẽ nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy giá sẽ là 90k cho em cốc tự khuấy như này nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn, có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong là thép không tỉ 304, có nắp đậy, có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Sản phẩm mình để trong giỏ hàng nha các bạn. Đó, rất tiện ích luôn các bác nhá. Bạn nào uống tự pha thì kinh ngay em này nhé. Cốc khuấy tự động giúp việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn,
có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong hình thép không đĩ 304, có nắp đậy, có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Đó, đó tiện ích nhá, giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại nhá. Cái giá đỡ này bao nhiêu nhỉ? 30.000 cho một con giá đỡ điện thoại này các bác nhá. Đấy, con này thì các bác có thể để cho em là dọc ngang đều được hết này, rất tiện ích luôn các bác theo. Đây, dọc ngang đều được hết nhá. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, em xoay đi cho các bác xem này nhá. Đấy, để dọc để ngang đều ok hết này. Các bác có thể xem YouTube, xem TikTok nhá, rất tiện ích luôn. Đấy, cái chỗ này em để nó còn đang gọi là không bằng phẳng mà vẫn ok luôn nhá. Đấy thì các bác có thể xoay đi như này, xoay dọc xoay ngang đều ok hết cho em. Đó, rất tiện ích luôn các bác theo. Đó. Giá sẽ là 30k nhá. Bên em gửi thì nó sẽ trong hộp về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong. Lắp đặt thì nó rất đơn giản thôi, có thể xoay ngang xoay dọc để các kiểu con này đều được luôn nhá. Đó, đây. Lên cho em là giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30.000 cho em giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Thì khi các bác nhận hàng thì nó nguyên trong hộp và về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong, xoay đi xoay lại. Các bác dùng nó rất là tiện để mình để trên bàn ăn cơm và nước mình xem này, hoặc là các bác lướt TikTok có thứ rất là ok. Giá đỡ điện thoại 30.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia đèn đèn bão quạt nhá. Đấy. Thì con này tên nó là đèn bão và nó có cả cái một cái đầu quạt như này nên bên shop gọi nó là đèn bão quạt này. Quạt của nó chạy cực kỳ tít luôn nhá, chạy rất là tít luôn. Đó các bác thấy không? Quạt chạy rất là tít luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái đèn bão quạt như này. Ngoài đèn ra thì nó sẽ là có quạt nhá. Đấy, ngoài đèn ra thì nó có quạt này. Ngoài quạt ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, đeo sách này. Rất sáng luôn các bác nhá. Nó rất là sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, kéo lên là nó sáng, dập xuống là nó tắt này. Đấy, ngoài ra có tấm pin năng lượng mặt trời luôn và có kèm cho các bác một cái dây sạc luôn nhá, một dây sạc như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mua bán thêm cái gì nữa. Giá là 100k nhá. Lên cho em là đèn bão quạt, giá sẽ là 100k cho một con em đèn bão quạt thế này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng nhá. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một sạc như này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái chân cắm này và một chân cắm sạc vào này, ngoài ra có cáp sạc luôn. Thì các bác có thể dùng đa di năng rất là tiện này. Đây, cắm sạc vào đây các bác nhá. Đấy, cắm sạc vào này. Đấy, cắm vào phát là lên luôn các bác này. Đấy. Báo sạc luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200. Cái sạc dự phòng này bao nhiêu nhỉ? 230.000 bao ship cho các bác luôn nhá. Đấy. Con này thì dung lượng pin của nó rất là khủng luôn đây các bác này. Đây dung lượng pin của nó đây. Đấy. 20.000 mAh nhá, 20.000 mAh cực khủng luôn. Đấy các bác dùng có thể sạc 3 cái điện thoại hết pin một lúc cũng ok. Đấy dùng để sạc liên tục sử dự phòng cho vòng từ 3 đến 5 ngày thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em là sạc dự phòng A nhá. Giá của nó sẽ là 230.000. Sạc dự phòng A này, đấy, hoặc sạc dự phòng cũng được. Giá sẽ là 230k, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc như này. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ. Cái này thì các bác dùng nó chuyên trị cho các bác thứ nhất là đau mỏi khớp gối này, khớp gà vai và đốt sống lưng nhá. Đấy, hàng này dùng cực kỳ là nhạy luôn. Hàng có thương hiệu của Hàn Quốc rồi, các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm. Đó đây. Thì nó sẽ là một cái lọ dầu nóng Hàn Quốc này, 100ml. Đấy đây, toàn bộ chữ Hàn hết nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc. Các bác dùng là chuyên trị cho các bác là đau mỏi vai này, sống lưng, sống cổ các bác nhá. Đấy. Rồi các cái khớp gối, bác nào có tí tuổi mà đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện ích. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo dán tôn. Đấy các bác lên cho em là keo 10 nhá. Một quận này thì chiều dài của nó thì bản của nó là 10cm và chiều dài khoảng là 5m nhá, khoảng 5m. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá. Keo 10, bản của nó là 10cm mà, bản này của nó sẽ là 10cm. Và giá thì sẽ là 40k cho một quận keo dán tôn như này nhá. 40.000 cho một quận keo dán tôn như này. Thì các bác dùng nó cũng khá là tiện ích luôn. Và các bác ứng dụng rất là nhiều, dán vào các cái phần ví dụ như là mái tôn, mái tôn rồi tường bị thấm dột các thứ các bác dán được hết nhá. Đặt ngay về thử cho mọi người xem nha. Như nói là em này có khả năng chống thấm rất là tốt. Đấy, chống thấm rất tốt luôn các bác nha. Các bác cứ dán trực tiếp lên cho em này. Sau đó thì mình vệ sinh thì mình dán trực tiếp lên này các bạn. Đấy, cái lớp keo cao su non của nó này. Nó bám trực tiếp trên bề mặt này luôn. Thì khi mình dùng nó rất là an toàn nhá. Đó, các cái phần thấm dột là các bác dán lên cho em là ok hết nhá. Lên cho em là keo dán tôn, giá sẽ là 40.000.
các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Bật lửa cây giá sẽ là 40.000, các bác mở cái lấy khóa này ra này. Đấy là bật này là lửa sẽ lên này. Đó, các bác thấy không? Đây. Bật này lửa lên này. Đấy, và đây là cái chỉnh to nhỏ ở đây nhá. Đấy, chỉnh to nhỏ ở đây. To nhỏ ở đây, và cái này là cái lẫy khóa này, không dùng thì các bác khóa vào cho em. Đấy, không dùng thì các bác khóa vào. Còn bình thường mở thì các bác bật này cho em để mình bật nhá. Đấy, khóa cái này lại cho nó an toàn nhá. Đấy, cái này cái lẫy khóa này. Đây, bật này này. Đó. Rất ngon luôn. Bật lửa cây giá sẽ là 40k cho một con bật lửa cây như này nhá. 40k trên một em. Các bác có thể dùng để mình nhà mình làm lẩu làm nước này. Đấy, đồ ăn thì dùng cái này cho em, nó rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 40k nhá, 40k. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cảm ơn cái tỉa lông mũi này. Đó. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là tỉa lông mũi inox. Cái con dao vàng nha anh nhá. Con này thì bên shop đang bán là 30.000. Đợt này thanh lý nốt cho các bác, giá chỉ còn 20k cho một con dao vàng như này thôi. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Siêu sắc bén cho các bác luôn. Dao này thì rất bén các bác. Dùng để dọc giấy này, gọt hoa quả thứ gì rất là ok luôn nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. 20.000 cho con dao vàng này các bác này. Đây. Rất bén luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất bén luôn nhá. Đấy. Rất bén luôn các bác thấy không? Đó. Con này các bác dùng để têm gọt trầu này, gọt hoa quả các thứ này. Đấy, thái rau thái dợ rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao vàng, giá sẽ là 20k cho một em dao vàng như này nhá. Dao vàng 20.000. Đó. Dao vàng này, giá sẽ là 20k nhá, 20k. Tiếp theo thì một cái sản phẩm tỉa lông mũi bằng inox như này. Con này bên shop đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi này thôi. Đấy, 30.000 nhá. Đây. Đây thì cái này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon này các bác này. Đấy, cái các bác bấm này cho em này, bấm này cho em. Đó, đây cái lông nó ra này các bác này. Đó. Thì con này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Em chỉ còn có 2 3 con duy nhất thôi. Bán thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k cho một cái bộ tỉa lông mũi như này nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi, giá của nó sẽ là 30k này. Đấy, tỉa lông mũi inox giá sẽ là 30.000. Đó, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái băng dính trong hai mặt nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để dính ổ điện này, rồi dính các cái thiết bị khác cũng rất là ok luôn. Dính ổ điện rồi dính đa di năng nhá, điều khiển với các thứ trên tường mình dính vào rất là ngon. Thì giá thì hôm nay bên shop thanh lý cho bác giá chỉ còn là 20k thôi nhá, 20k cho một cuộn băng dính trong như này. Lên mã giúp cho em là băng dính trong nhá, giá sẽ là 20.000. Đó, 20.000 cho một cuộn băng dính trong như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Rolex mặt vàng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, Rolex mặt vàng rất là đẹp như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 một cho em đồng hồ Rolex như này. Đồng hồ này chạy bằng pin nhá. Đây. Đấy, bằng pin này đang chạy bình thường, có cả đèn báo cho các bác luôn này. À, có cả ngày lịch cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex mặt vàng như này. Đó, 300.000 cho con đồng hồ Rolex mặt vàng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít kia củ sạc xanh các bác này, củ sạc xanh. Con này đang bán là 30.000, đợt này thanh lý nốt cho bác cái giá là 20.000 cho một cái củ sạc xanh như này nhá. Lên cho em là củ sạc xanh, đấy nó chỉ có củ này thôi. Giá sẽ là 20.000 cho một cái nhá. 20k cho một cái củ sạc xanh như này. Đấy, nó sẽ bao gồm là 3,1A và có 3 chân như này, về nhà các bác tha hồ cắm luôn. Em còn vài cái nữa thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 20.000 cho cái củ sạc xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay úp cốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một chiếc khay úp cốc như này thôi. Đó, 60.000, có kèm cho các bác một cái đĩa để các bác hứng đồ bên dưới này luôn. Giá sẽ là 60k nhá. Bỏ cái xích chó ra đây. 60.000 cho một cái khay úp cốc như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đó, 60.000 cho một cái khay úp cốc như này thôi. Đó, thì có cái đĩa ở đây các bác đặt vào, và một cái bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái phần như này thì úp được 6 cái cốc nhá. Úp được 6 cái cốc luôn. Lên cho em là khay úp cốc giá sẽ là 60k các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đùi lò xo nhá. Đấy, con này đang bán là 35.000, đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 30k thôi. Giá này là không lợi nhuận luôn, không lợi nhuận luôn các bác nhá. 30k cho một cái đùi lò xo như này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có thể ngoắt nghéo này. Đấy, và các bác cắm ở các vị trí nào cũng rất là ok luôn. Giá sẽ là 30k cho một cái đùi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đánh bóng xe hơi nhá. Đánh bóng xe hơi nhá. Con này thì gọi là đánh bóng xe hơi thôi, còn các bác dùng đa di năng được hết. Các bác muốn đánh bóng vào đâu cũng được. Các cái bề mặt nhựa, bề mặt nhám này, các bác chỉ cần là cho ra cái bông này, sau đó thì các bác di đi cho em. Đấy, vuốt đi cho em là xe đổ ra đồ nhựa là sẽ bóng hết luôn nhá. Đổ ra đồ nhựa đánh bóng đẹp cho các bác luôn. Đánh bóng xe hơi giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một lọ đánh bóng xe hơi như này. Cái này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để mình
sử dụng rất là đa di năng luôn, đánh bóng xe hơi giá sẽ là 35k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Đây các bác chỉ cần là đánh bóng đi này, đưa vào vuốt đi cái là nó sẽ bóng luôn như này các bác này. Các cái phần nhựa nhám này, lốp này, đấy. Thấy chưa? Đó. Đấy, đánh bóng này rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Đó, phủ ceramic luôn. Tăng độ bóng nhá, chống nước rất là tốt luôn. Đấy, ok các bác nhá. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái lọ đánh bóng xe hơi này thôi. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xích chó nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ được là đây, một chiếc này thì chiều dài của nó đâu đó vào khoảng là 1m2 đến 1m5 các bác. Đấy. 1m2 đến 1m5 cho một chiếc xích nha. Đấy. Tầm khoảng 1m2 đến 1m5 một chiếc. Giá thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý cho bác cái giá đó là 25.000. 25.000 cho một con xích chó như này các bác này. Đấy, chiều dài khoảng một từ 1m2 đến 1m5. Đấy là tầm khoảng 1m2 1m5 thì đấy các bác này. Đấy, đây một con xích như này. Cái này thì gọi là xích chó nhưng mà nó nhỏ hơn một chút thì các bác có thể xích chó con hoặc là xích mèo cũng ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một chiếc như này thôi. 25.000 cho một chiếc như này. Đấy, có đầu đai hoa như này nhá. Và đây. Đấy, của nó là bằng inox 304, sáng bóng đẹp này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu này để các bác quặc vào này. Đấy, còn lại là một cái đầu này để các bác quặc vào cái phần đai của con chó con mèo nhà mình. Lên mã giúp cho em là xích chó mèo nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái xích chó mèo như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá, vòng trầm gỗ. Em lên cho bác cái vòng trầm gỗ nhá. Con này thì đợt này về giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, giá chỉ còn là 45.000 cho một con vòng trầm gỗ nha thưa các bác nhá. 45.000 cho một con vòng trầm gỗ như này. Ở đây thì nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, gỗ trầm tự nhiên. Có mùi thơm dịu nhẹ ở đây, có kèm cho các bác là một cái đài sen ở giữa rất là đẹp này. Đấy, đựng trong một cái hộp hàng thanh lý siêu thị nhá. Giá cực tốt cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là 45k thôi. 45.000 cho cái vòng trầm gỗ này. Giúp bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, lòng máu huyết lưu thông. 45k trong cái vòng trầm gỗ như này nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Con này thì nó chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Có cả cho các bác là một cái đôi pin để các bác lắp vào điều khiển này. Đấy, công suất của nhà sản xuất thì là 120W, cũng khá là sáng luôn. Đây, 120W khá là sáng luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình tích điện, ăn cơm, ăn nước này. Đấy, sử dụng đa di năng luôn, có cả điều khiển luôn nhá. Quai đeo có cả đèn đỏ cảnh báo này các bác này. Đấy, có các chế độ sáng này, có đèn cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Ở đây thì sẽ kèm cho các bác là một cái cáp để các bác cắm sạc này, một đôi pin và một cái điều khiển như này. Đấy, bao nhiêu thứ như này mà giá chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên theo là bóng tròn tích điện nhá, bóng tròn tích điện giá sẽ là 80k cho một cái quả bóng tròn tích điện như này, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món nhá, bộ nạo 3 món như này. Cái này bao nhiêu đấy? Sẽ bao gồm cho các bác là 3 món này luôn. Đấy, một cái nạo như này. Đấy, một cái nạo này là nạo dọc này, có hai chiều luôn, một bên nạo vỏ, một bên nạo sợi này. Tiếp theo là một cái nạo ngang như này, nạo ngang như này nhá. Đấy, cái này là ngang này, còn cái này em gọi là dọc này. Và một con dao như này. Con dao này thì có kèm thêm cả cái nhíp đằng sau để các bác nhổ lông gà, lông cá luôn. Đấy, combo cho các bác như này. Đấy, một cái bộ nạo 3 món như này. Giá thì hôm nay sẽ là giá tri ân cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái bộ nạo 3 món như này. Lên mã giúp cho em là nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k. Đấy, cho 3 cái luôn. 25.000 cho 3 cái, mua tính ra vào có 8.000 thôi. Đấy, nạo 3 món nhá. Lên cho em là nạo 3 món này. Nạo 3 món, giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho cái nạo 3 món như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã xẻng sinh tồn đây. Đấy. Giá sẽ là 250.000 cho một con xẻng sinh tồn như này. Con này thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật các bác này. Đấy. Thì các bác có thể dùng vừa làm xẻng vừa làm cuốc cho em cũng ok. Đấy, các bác. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chất thép của Nhật thì các bác biết rồi nhá. Ở bên này thì có các bác là dùng để chặt này, bên này dùng để cưa này, cái này dùng để cắt dây này, cái này dùng để vặn ốc này. Đó, và đầu xẻng này thì dùng để đào này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái chi tiết đi kèm này. Đấy. Có dao dợ các bác có thể lắp vào này, có dao dợ này. Đấy, rồi có cả đầu phá kính kiếc các kiểu này. Đấy, các bác cứ lắp vào cho em là xong. Đấy, rất là nhiều chi tiết đi kèm đây. Dao thì các bác xoáy vào đây cho em này. Đó, dao xoáy vào đây. Và các bác có thể kết nối vào để mình sử dụng, mình làm chế cháo các kiểu con là điều được luôn. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì một cái con xẻng như này, giá thì đang thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. 250.000. Chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi đây, các bác rút đây cho em này. Chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi 80 cm nhá. Đấy, 80 cm. Đây, em sẽ đo thực tế cho bác xem.
xoáy vào như này. Ở đây nó có giòn, có ren riếc đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, giòn ren riếc đàng hoàng như này. Đấy, chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi đây, chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi 78 nhá, 77-78 các bác. Đấy, 77-78 cm. Đấy, cái phần xẻng này thì sẽ là 13 này, gần 13. Gần 13 và chiều dài của xẻng là khoảng 16 nhá. Đấy, cơ bản nó như thế. Đây. Đấy, thì các bác có thể vừa dùng làm xẻng, dùng làm cuốc được luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Đấy. Thép trắng không gỉ này, xoay như này thì sẽ là thành cái cuốc này. Đấy, các bác theo. Đấy, thành cuốc như này. Các bác dùng cũng rất là tiện này. Đấy, cuốc đất rồi các bác có thể mang trên ô tô để mình đi phượt này. Đấy, hoặc trên xe máy bỏ vào thì nó rất là gọn, các bác có thể tháo ra gấp vào nó rất là gọn luôn. Mang đi rừng đi phượt này rồi đi các bác đi chế cháo, nói chung là rất là đa di năng luôn. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý nhá, có dao có dợ đàng hoàng. Bên trong này có cả ốc vít cho các bác rồi là dùng để đây, đánh lửa đánh nhiếc được. Cái tính năng đánh lửa này thì em cũng không dành lắm, các bác có thể dùng được thì các bác dùng thôi. Đó, cơ bản như vậy. Giá thì có cả đầu ốc vít đây các bác này, có cả đầu ốc vít đây. Giá thì chỉ có 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, rất tiện ích nhá. Đấy, combo cho các bác và có cho các bác một cái túi túi bằng dù như này để các bác đựng vào này. Đấy, một cái túi bằng dù như này các bác đựng vào mình sử dụng. Nó rất là tiện ích luôn. Một con xẻng sinh tồn như này, giá chỉ có 250 cành thôi. Rất sắc bén quá nhá, rất sắc bén luôn. Và giá thì cũng khá là hợp lý để các bác có thể sưu tầm này hoặc là sử dụng để mình đi chế cháo, rồi nói chung là đa di năng được luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn, hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 250k cho một con xẻng sinh tồn như này, 250.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ led nhá. Đây đây nó sẽ là một con đồng hồ rất là tiện ích này. Đấy, nó bằng led như này. Về nhà các bác chỉ cần cắm cái cáp này vào cho em là xong. Đó, và nó sẽ hiển thị giờ thôi, hiển thị giờ ở đây. Thì các bác có thể vừa dùng làm đồng hồ vừa làm đèn ngủ, có thể lắp pin được này. Có thể lắp pin vào đây cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con đồng hồ led này, 140.000, rất là tiện luôn. Đây, số nó sẽ nảy đúng mô phỏng như trên hình như này các bác này. Đấy, to rõ ràng. Vừa để làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ xem giờ luôn, khá là tiện các bạn. Lên cho em là đồng hồ led. Giá sẽ là 140k nhá, 140k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn pin hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá, hàng Đức xuất cho thị trường Nhật đây. Made in Germany này. Đó, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Có một cáp sạc như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Có một cáp sạc luôn. Đây. Bật nguồn lên các bác này. Đó. Và có chức năng là tắt bật tự động này, chỉ cần gạt qua này thôi. Ở đây nó sẽ có hai con mắt cảm biến này. Đấy, một con bật một con tắt này, một con bật một con tắt, rất nhạy luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi cho một con đèn wifi như này, 130.000 nhá. Đây mã xem là đèn wifi 130.000. Này còn mấy cái? Tiếp theo thì bên em còn mấy cái vòi chậu rửa này các bác này. Đó. Vòi chậu rửa mặt đây các bác. Đấy, vòi chậu rửa mặt đây. Đấy. Thì ở đây thì em còn 5-6 cái nữa thanh lý nốt cho các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái vòi chậu rửa mặt như này. Hàng của Nhật này, made in Japan này. Đó, rất đẹp như này các bác nhá. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác. Hàng mạ chrome đẹp sáng bóng nhá. Hai đầu nóng lạnh cho các bác luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn là bao nhiêu đây? Giá thanh lý cho các bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho một con như này. Giá còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho bác. Đấy. 230.000 cho một con như này thôi các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là vòi chậu rửa tròn nhá. Vòi chậu rửa tròn. Vòi chậu rửa tròn em còn và chậu rửa tròn cao nhá. Giá sẽ là 230k. Em còn 5 con nữa thanh lý nốt rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship qua nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái thước kẹp gem, thì bên em về nó sẽ có hai mẫu nhá. Một mẫu là loại là bằng cơ và một mẫu bằng điện tử. Thì đây là cái bằng cơ này. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, Unica Japan này. Hàng này thì bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, giá cực kỳ là tốt luôn, hàng trưng bày chưa qua sử dụng nhá. Hàng bãi Nhật đẹp chưa qua sử dụng nhá. Đấy, đây các bác này. Thì nó sẽ có ba cái kiểu đo này, một là đo đường kính bên trong, hai đo đường kính bên ngoài và ba là đo chiều sâu. Con này thì cực kỳ là xịn luôn, bằng thép không gỉ nhá, bằng thép không gỉ. Số liệu cực kỳ chính xác luôn, các bác có thể dùng để mình kẹp tôn này rồi kẹp các cái nào mà mình cần phải đo đạc tính toán rất là ok nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em đó là thước kẹp gem cơ nhá, kẹp gem cơ đựng trong một cái hộp như này thì các bác dùng nó rất là tiện ích.
lên cho em là thước kẹp gem cơ, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là thước kẹp gem cơ nhá, kẹp gem cơ này, đấy, kẹp gem cơ, giá của nó sẽ là 150k. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cái mã bật anh cái quạt thì kẹp gem điện tử này, đấy, con này thì là nó sẽ bằng số điện tử, về nhà có cái cản pin ở đây, các bác rút cái cản pin này ra cho em này, đấy là pin nó sẽ lên này, đấy nó cản pin thì nó tránh hết pin khi mà vận chuyển các bác nhá, đó. Và khi các bác đo số âm này, các bác cho về zero cho em, sau đó thì mình đẩy kịch và bắt đầu mình đo này, đó. Con này thì giá chỉ 100k thôi, con này thì nó là bằng sợi carbon nhá, chứ không phải bằng thép nhá. Con này của nó thì nó được làm từ sợi carbon, đấy, thì cũng rất là dẻo dai và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và nó chạy bằng pin như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Lên mã giúp cho em đó là kẹp gem điện tử nhá, kẹp gem điện tử này, kẹp gem điện tử. Kẹp gem điện tử giá sẽ là 100k nhá, 100k. Con này được làm từ sợi carbon nhá, sợi carbon không phải bằng thép đâu. Đấy, còn cái kia thì nó mới làm bằng thép, còn con này thì sợi carbon. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá, bộ 5 mũi khoan tháp đây. À xin lỗi các bác, là bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy thì nó sẽ có 2 mũi 6, mũi 8, 1 mũi 10 và mũi 12 như này. Đấy, của nó sẽ bao gồm là 5 mũi, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mũi như này. Giá thì đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ là ưu ái luôn, chỉ có 100.000 cho 5 cái mũi khoan như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ 5 mũi khoan đa năng nhá. 5 mũi khoan đa năng hoặc là 5 mũi khoan đen. Đấy, nó màu đen như này. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan đen. 5 mũi khoan đen, giá sẽ là 5 mũi khoan đen này. Đấy. Hộp 5 mũi khoan đen. Hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, mũi khoan đen. Cái này thì đa năng luôn. Khoan sắt, khoan thép, khoan inox, khoan gỗ đều được hết nhá. Giá sẽ là 100k. 100k trên một hộp này bao gồm là 5 mũi, 5 mũi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc này. Cái sạc này thì chuyên dùng để sạc ắc quy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 12, chuyên dùng cho 12V. Con này thì chuyên dùng cho 12V các bác này, 190.000 nhá. Và con này thì nó sẽ dùng đa di năng cả 12 cả 24V luôn. Đây. Đấy. 12V 8A và 24V là 4A. Đấy thì các bác cần dùng cái thông số nào thì các bác. Còn con 12V 0 này thì của nó sẽ là 5A nhá, 5A. Đấy thì các bác cần cái nào thì các bác có thể liên hệ này. Đấy con 12 24 này thì nó sẽ to hơn. Đấy con này thì nhỏ hơn một chút này. Đấy và dòng này thì đều là chống ngược chiều này, khử sun phát này, nói chung là tự ngắt đầy đủ hết cho các bác luôn. Khử sun phát cho bác thì cái bình ắc quy các bác dùng nó sẽ bền hơn, dẻo dai hơn, dùng được lâu hơn và an toàn hơn. Đó thì bên em đang gửi tới các bác một cái bộ như này. Đấy một cái con là 1224. Con 1224 thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là sạc bình 1224 này. Giá sẽ là 290k nhá, 290.000. Đây. Con 1224 này 290.000. Đấy, còn con này của nó sẽ là sạc bình 12V thôi. 12V thì sẽ là 190k nhá, 190k. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, cảm ứng chuyển động. Thì các bác về các bác đấu vào điện lưới bình thường cho em này. Đấy, đấu vào điện lưới bình thường. Và đây nó sẽ là điều chỉnh sáng ban ngày, sáng ban đêm hay là sáng cả ngày này. On đây là cả ngày. Và có là 16 giây, 32 giây và 262 giây, nó tương đương khoảng 5 phút đấy. Thì tùy các bác điều chỉnh thôi. Đấy và con này thì giá sẽ là, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con này động bật tắt khi có người. Mình đã thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu, bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao. Mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết. Giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cuốt lần ba cái đi. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k nha. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng giá sẽ là 60k nha. 60k một chiếc, rất tiện lích tích cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Dây thít thì nó sẽ có 3 mẫu các bạn. Đấy, một mẫu là 30 sen này, một mẫu là 20 sen và mẫu là 25 sen. Đấy. Nó sẽ có 3 loại như này, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Cái dây thít này bao nhiêu đấy? Đấy, nó sẽ có 3 mẫu như này các bạn. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện luôn. Đây em sẽ dùng thử cho các bác xem này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đấy thì các bác muốn dùng thì mình chỉ cần là đưa vào như này. Đưa vào này mình thắt cái là xong. Đấy, thắt cái là xong nhá. Đó, rất là tiện luôn. Giá sẽ là 25.000 một bịch nhá. Đấy, 25.000 một bịch, đồng giá bằng nhau. Các bác muốn lấy kích cỡ nào đấy. Đấy mình cứ đưa vào mình thắt này là xong. Rất tiện luôn.
Đấy thì các bác dùng để mình thắt cây, thắt cối này, thắt đồ vật, bao bì này. Các bác đi làm ruộng này, đấy bao các bác muốn bó bao thóc này, chỉ cần đưa vào thắt này cái xong, tiện luôn. Đấy không mà chắc chắn 100% luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít nhá. Đấy nó sẽ có cho các bác là dòng là 25 sen là 144 chiếc này. Đấy, dòng 20 sen thì sẽ là 200, 25 sen thì sẽ là 200 20 sen thì sẽ là 265 cái này. Còn cái dòng 250 sen thì đúng rồi, 250 sen 25 phân thì nó sẽ là 250 cái. Đấy thì nó sẽ có ở đây rồi các bác nhá. Đó, bên em bán đồng giá bằng nhau, 25k cho một bịch như này, 25k cho bịch dây thít này nhá. Bên em là dây thít giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia đũa của thương hiệu Winling của Đức nhá, hai hình người của Đức, hàng inox 304 này, su 304, Winling hai hình người của Đức đây. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 nhá, 55.000 cho một hộp này bao gồm là 5 đôi. Đấy, hàng inox 304, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Đây, Winling hai hình người của Đức, su 304 nhá. Giá rất tốt cho các bác luôn. Đấy thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ nhá, bao gồm là 5 đôi. Đấy, 55.000 cho một vỉ đũa 5 đôi như này. Đấy, các bác lên cho em là đũa inox nhá, đũa inox này. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ, bao gồm là 5 đôi. Đó, rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là một cái con máy vắt cam nhá. Đấy, mùa hè đến nơi rồi. Các bác dùng uống nước cam, đấy, bù vitamin C rất là tốt luôn. Đấy. Đây, nó sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ trọn bộ cho các bác, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V thì em dùng rất là tiện. Đây, hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V đây. 220V này, 50 60Hz, 45W này, dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình vắt cam rất là tiện nhá. Đó. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, đấy, đầy đủ nhá. Đây là cái nắp đậy của nó này. Đây là cái phần này các bác đưa vào đây các bác vắt này. Và khi các bác vắt thì mình sẽ lấy nước ở đây. Đấy. Lấy nước ở đây mình có thể cho trực tiếp đá vào đây mình uống, hoặc là cho đường, cho đá, hoặc các bác có thể đổ ra cốc tùy theo. Đấy, các bác chỉ cần sập này là vắt được luôn. Giá thì chỉ có 190.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Rất là tiện các bác nhá. Là nó vắt quá nhẹ, không thích hợp đây với những anh tay to muốn tập thể hình. Thứ hai là nó vắt quá kiệt, vắt xong không còn gì để ăn. Thứ ba nó tiêu tốn quá ít điện, chỉ 45W, nhưng anh thợ điện không thích điều này. Thứ tư, dung tích quá lớn, tận 700ml, vắt ra đầy một ca, uống không hết lại phải chia cho người khác. Thứ năm, khay lọc lỗ quá bé, không thể lọt hạt xuống được, vắt xong lại phải đem đi đổ hạt, rất mất thời gian. Cuối cùng, vắt xong lại phải đổ ra cốc để uống, lại mất thêm một công rửa cốc nữa. Còn mọi người nếu thấy nó không phiền thì bấm vào giỏ hàng phía dưới mua về dùng. Đấy, rất ok các bác nhá. Đó, giá sẽ là 190.000 lên cho em là máy vắt cam các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bình voi nhá. Một con bình voi như này giá sẽ là 100 đây, một con bình voi dung tích của nó sẽ là 1 lít đến 1 lít 2 nhá. Inox 316 này. Đấy các bác xoáy nắp cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái hệ thống vòi tự động này. Vòi tự động như này, inox 316 này, dùng để các bác uống nước, uống trà hoặc mang đồ nước lạnh rất là ok. Đậy nắp vào đây cho em. Đó như này nhá. Cái phần mềm này thì các bác cho dưới đít này. Đấy, phần ống mềm này cho dưới đít cho em. Đó. Sau đó thì các bác xoáy nắp vào thôi. Đấy. Cái bình voi này bao nhiêu đây? Đây các bác này. Đấy. Đây. Đây các bác này, chỉ cần bật nắp này là xong, thì cái đầu vòi này các bác mút trực tiếp vào đây luôn. Đấy, mình mút trực tiếp vào đây luôn. Đấy, còn mình đậy vào nó lại sập vào. Rất tiện nhá. Rất tiện luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Rất tiện luôn các bác nhá. Đó. Bình voi. Inox 316 nhá, inox 316. Dung tích của nó sẽ là đây. Đây các bạn này, đấy, inox 316 dung tích của nó thì là 1 lít 3 nhá. Có lô 1 lít 2, có lô 1 lít 3. Đấy, 1 lít 3 cả vỏ nhá. Đấy, rất là tiện ích cho bác sử dụng luôn. Quai sách như này. Rất đẹp các bạn, hàng đẹp lắm, chất lượng các bác mang cho học sinh này, có quai đeo quai sách như này, học sinh hoặc mang đi học, đi làm, đi công tác, đi du lịch đều ok hết. Lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá. Giá của nó sẽ là lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi. Đấy, bình voi 160k cho một con bình voi như này, 160.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác hai cái mẫu lư này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là cái mẫu lư đồng trơn như này, lư đồng trơn như này. Con này thì sẽ là 170.000. Đấy, đây thì nó sẽ có cái nắp hoa văn vân mây rất là đẹp luôn. Đấy, con này là 170.000 các bác nhá, 170.000. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là gần 10 cm, chiều cao thì vào khoảng 5 cm, rất đẹp luôn. Bằng đồng như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là lư đồng trơn, con này sẽ là 170.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái mẫu lư đồng bằng rồng như này con này. Đấy, lư đồng có hình con rồng như này, rất là đẹp luôn. Con này thì giá thanh lý cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 70k thôi nhá. 70k cho một cái lư đồng bằng
hình con rồng rất là đẹp như này các bác này. Đấy, thì con này nó sẽ nhỏ hơn một chút nhưng nó lại cao hơn. Thì các bác có thể mua để decor trang trí này, hoặc là trưng bày cũng rất là đẹp này, hoặc là mình có thể đốt trầm ở đây cũng rất là ok luôn. Đấy, con này thì nó sẽ mỏng hơn một chút. Đấy, và cái giá thì thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là lư rồng nhá, lư rồng. Đấy, nó có hình con rồng như này, lên cho em là lư rồng, giá sẽ là 70.000. 70.000 cái lư rồng như này. Còn cái này thì các bác lên cho em là lư đồng trơn nhá, lư đồng trơn. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 các bác nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt bếp nhá, xịt bếp đây. Đấy, con này thì khi các bác xịt thì nó sẽ ra cái dạng bọt trắng như này các bác này. Đấy, bọt trắng như này. Đây. Đấy. Xịt ra này nó sẽ ra cái bọt trắng này các bác này, bọt trắng như này. Các bác thấy không? Đây. Đấy thì các bác dùng để vệ sinh bàn bếp ga này, rồi các cái phần nào có nhiều mỡ màng thì các bác dùng các bác xịt vào cho em, rất tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá, xịt bếp. Các bác lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá, xịt bếp này. Đấy. Giá sẽ là 45k, 45k cho một chai xịt bếp như này. Dung tích của nó sẽ là 500ml. Hương cam xịt ra cực kỳ thơm luôn. Chứ các bác dùng cái dòng tẩy truyền thống rất là mất an toàn, mất vệ sinh nhá. Đây các bác này. Đấy, các bác lắc đều lên xịt vào cho em thì nó sẽ ra cái bọt như này. Sau đó thì mình lau đi là nó sạch luôn. Cái này thì các bác xịt ở trên bàn bếp này, mỡ màng các thứ các bác xịt vào cho em. Đó, đây. Sau đó thì các mình để từ 15 đến 20 phút cho nó ngấm và nó tẩy đi. Sau đó thì mình lấy khăn mình lau đi cho em. Rất tiện luôn nhá. Đấy, sạch sẽ luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Giá của nó sẽ là 45.000 một chai nhá. Đây các bác này. Đó, cái phần bếp của mình nó bị han dỉ này. Đấy, bị mảng bám này. Các bác xịt hết vào cho em, sau đó thì mình lau đi là xong. Lên cho em là xịt bếp nhá. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Rất tiện cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái đèn cột năng lượng mặt trời nhé. Đèn cột chạy bằng năng lượng mặt trời. Đó. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cái đèn cột này nó có mấy mẫu đây? Đèn cột năng lượng mặt trời các bác này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác. Đây. Có cho các bác là có điều khiển này. Đấy, có điều khiển như này nhá. Có điều khiển như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em để mình có thể dùng để tắt bật này. Đấy, dùng để tắt bật cái điều khiển này. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là cái bộ đai này, về nhà các bác đai vào cột này, đai vào cột, đai vào đâu thì tùy các bác nhá. Đó. Và nó sẽ là một con đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời như này. Đấy, có đèn sẵn kèm pin cho các bác luôn. Đấy, đấy các bác theo. Đây. Đấy, cảm biến nhá. 1 2 3 4 5 6 6 khoang led này các bác này. Đấy. Và bây giờ em chỉ cần che đi này là nó sẽ sáng luôn này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất sáng các bạn. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó vào khoảng là 300W nhá. 300W. Rất sáng luôn các bạn. Đấy. Và cảm biến có người đi qua thì sáng và có người đến gần thì nó sáng, và đi qua nó lại tắt nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây em sẽ test cho các bác xem này. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Đây, các bác thấy không? Đây, rất sáng luôn này. Đây. Đấy, công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó khoảng 300W nhá. Đây. Đây em bỏ ra này, tối om các bác này. Đấy, đây em dọi lên các bác này. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn, các bác dùng để sân vườn này, các cái không gian mà bên ngoài thì rất là ok. Đặc biệt là trời mùa hè mà nhiều ánh nắng thì nó tích pin tốt thì rất là ok. Đấy, em quay cả cái sới hàng của em đây các bác này. Đây, cái tấm pin của nó đây. Rất tiện ích luôn. Đó các bác thấy không? Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Rồi bật lên đi. Đấy, giá rất tốt cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đèn cột giá thì sẽ là 590 à? Lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đấy. Đèn cột này, giá sẽ là 590k và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 590.000 bao ship. Đây. Đấy, rất sáng luôn các bác này. Đấy, cảm biến nhá. Đấy, tức là cái tấm pin này nó tối là nó sẽ sáng này, còn em ngửa lên là nó sẽ tắt đấy, các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây. Rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 590.000 thôi. Đấy, có cả điều khiển, có cả đai, về nhà các bác chỉ cần đai vào cho em là xong. Rất ok rồi. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Con này giá thì chỉ có 95k thôi, hàng 3 chức năng. Đấy, hàng 3 chức năng, 4 chức năng cho các bác luôn. Đấy, rất nhiều chức năng cho các bác luôn nhá. Sản phẩm thì nó sẽ có cho các bác là một con tăng đơ như này, này. Đấy, đầu tiên sẽ có cho các bác là một cái con tăng đơ như này. Chức năng chính của nó sẽ là dùng để cạo râu này. Bộ sản phẩm bao gồm 3 lưỡi kép như này, cạo râu cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác thấy không? Lưỡi quay rất là tít luôn nhá. Đấy. Thì thứ nhất là dùng để cạo râu này các bác này. Đấy, các nghe tiếng râu em nó đứt chưa? Đấy. Hàng 3 lưỡi kép luôn nhá. Đây, đấy em vừa cạo một tí mà râu nó dính đầy này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa?
Đó. Thứ nhất là chức năng là cạo râu này. Giật ra thì các bác dùng cái chức năng cho em đó là tỉa lông mũi này. Cái này là tỉa lông mũi thì các bác lắp vào cho em là xong này. Đấy, tiếp theo là cái chức năng này là chức năng là massage này. Đấy, massage này. Đấy, và chức năng nữa là có cả tăng đơ để các bác chấn viêm luôn. Đây, cái này là tăng đơ chấn viêm này. Đấy. Đấy, tăng đơ chấn viêm luôn. Đấy, thứ ba nó sẽ có cho các bác là 4 tính năng liên tục để các bác sử dụng nhá. Đấy. Thứ nhất là cạo râu này. Đấy, thứ nhất là cạo râu này, thứ hai là thứ nhất là cạo râu này. Thứ hai là các bác dùng để tăng đơ chấn viêm này, thứ ba là cắt tóc này, và thứ tư là có cái phần chổi này các bác dùng để massage mặt này. Đấy. 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho một cái con tăng đơ 9D như này. Và cái giá thì chỉ có 95.000 thôi. 95.000 các bác nhá. 95.000. Hàng xuất đi Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu, đầy đủ các nước cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 95k. Em mẽ cho em là tăng đơ 9D nhá. Đấy, tăng đơ này. Tông đơ 9D nhá. 9D. Giá sẽ là 95k cho một cái bộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Đây. Đây nó sẽ là một cái con ấm để các bác chuyên dùng để pha trà. À, ấm mặt trời. Đấy, lên cho em là ấm mặt trời. Sẽ bao gồm cho bác một cái gắp này, một cái khay như này này. Tiếp theo là đến một cái khay này. Một khay này các bác này. Đấy, một khay này. Đấy, tiếp theo là đến một cái khăn lau. Và một cái bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một cái chuyên như này. Chuyên này thì trong lòng bàn tay thôi nhá. Làm bằng đất nung của Nhật này. Một chuyên này. Đấy, sẽ có cho các bác là 6 chén nhá. 6 chén luôn. Đây. Đấy, một chuyên 6 chén luôn. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Có khách có khứa uống trà thoải mái nhá. 6 chén luôn. Một chuyên 6 chén như này nhá. Đấy, đây các bác này. Một chuyên 6 chén như này. Kèm thêm cho các bác một cái hũ nữa. Một cái hũ đựng trà này các bác này. Đây. Một cái hũ đựng trà nữa. Đây. Các bác có thể đựng được 4 ấm trà, 4 đến 5 ấm trà thì các bác cho vào cái bình to các bác lại cho ra đây. Hoặc không dùng thì các bác có thể để trưng bày được, rất đẹp luôn. Đó, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết như này. Khăn lau này, cái này để các bác gắp tráng trà này rất là Nhật luôn nhá, rất Nhật luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi, 140k cho một cái bộ ấm mặt trời như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời. Ấm mặt trời này. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k nhá. 140.000 đây. Ở cái vỏ này nó sẽ có cái hình hoa văn mặt trời như này nên em gọi nó là ấm mặt trời 140.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Con này thì nó có cái độ tính từ và nó hút cái các cái vết bụi bẩn rất là tốt luôn. Thì các bác dùng để mình lau kính này. Đấy, một bịch này của nó sẽ bao gồm là 2 này, 4 6 8 10, 10 cái như này thì là nó là kích thước là 30x30 và nó là một cái dòng vải thô mịn. Dùng chuyên để lau kính nhá, lau kính ô tô này, lau kính của các cái bề mặt bàn này, nói chung là chuyên để lau kính thì rất là tiện luôn và nó có cái tính từ nó hút bụi rất là tốt luôn. Đấy, có cái từ tính ấy. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Khăn lau kính giá của nó sẽ là áp của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái khăn lau kính như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột thông minh nhá. Đây, kẹo chuột thông minh này. Đấy, cái này thì một hộp này của nó sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy, nó sẽ là dạng viên màu hồng như này. Cái dòng này thì nó thu hút chuột rất là tốt luôn. Chuột đến ăn rồi chết cả đàn luôn các bác nhá, chết cả đàn luôn. Đó. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng ăn chết cả đàn luôn các bác nhá. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Thái Lan. Toàn bộ chữ Thái hết, Bangkok Thái Lan các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan này các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan nhá. Đó, giá thì nó bán thị phần số 1 luôn, 30k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen quạt tăng áp này. Bộ sản phẩm thì rất đơn giản, bao gồm là một sen quạt và một bộ dây. Bộ dây này thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Đấy, có lô 1m2, có một lô 1m5. Dây inox chống rối. Đấy, một sen một dây như này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này, có điều chỉnh tăng giảm này và có cánh quạt xoay này. Đấy, bộ sản phẩm như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 100.000. Rất tiện luôn, con này thì dùng rất là thích, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Nhà bác nào nước yếu thì dùng con này cho em, rất là ok. Sen quạt tăng áp. Giá của nó sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá, sen cao su. Đây. Đấy, thì cái sen này thì ở đầu vòi của nó sẽ có cao su. Đấy, đầu vòi của nó sẽ có cao su.
đầu vòi của nó sẽ có cao su như này. Đấy, và cũng một dây một vòi như này. Một dây một vòi này cũng có đóng ngắt trên tay nhá. Có đóng ngắt trên tay và đầu vòi này sẽ có cao su giúp cho các bác massage khi mình tắm thì mình kỳ cọ massage cũng rất là tốt luôn. Con này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều chỉnh nhá, có điều chỉnh như này. Đấy. Và điều chỉnh thì nó sẽ có 3 chế độ nước này, 3 chế độ nước như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình luôn. Thì dùng để mình tắm rất là thích luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Con sen cao su này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho cái sen cao su này thôi. Giá của nó sẽ là 90.000. Đấy, con này thì cũng rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su, giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Sen cao su này, giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ sen cao su như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc, hàng thuốc nội địa của Nhật nhá. Hàng thuốc nội địa của Nhật thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhá. Đấy, dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá đây, dầu xay xe giá sẽ là 40.000 cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy, các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy, lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy, đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Ôi, những người bị bạch tạng bạch biến. Kem bạch biến này, con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này, hoặc là bị dạng như là nó đây, đấy cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vẩy màu trắng như này thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy, da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em, rất là tốt luôn. Thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này, hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này thì các bác bôi cái này vào cho em, rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá, giá sẽ là 60.000 cho một típ kem bạch biến như này, 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy, con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy, các bác lên cho là nấm phụ khoa nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa, dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ. Cái này thì giá của nó sẽ là 45.000, 45.000 cho một típ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy. Hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa. Đấy, rồi là bị mụn. Các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này, hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một típ như này. Đây, hình trẻ em này các bác này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa, giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy, viêm da cơ địa giá sẽ là 50.000. Đó, ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó bị viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em, dùng rất là tốt luôn. Đấy, hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn. Đây các bác này, một lọ là 20g nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá, bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị
rỗng này rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này chưa? Đấy, nhớ cũng bôi được hết nhá. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k cho một lọ như này, 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy. Thuốc trị đau xương khớp. Giá của nó sẽ là 40k cho một típ xương khớp như này. Đấy. Cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em, cái này em bán rất là nhiều rồi. Có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này, rồi cóc này, rồi rết này, rồi thạch sùng này. Đó. Bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi đau mũi dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Viêm xoang mũi đau mũi dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây, cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em, rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn. Đấy, khỏi hẳn luôn, các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em, rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá. Vẩy nến á sừng, hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em. Giá thì chỉ có 25k cho một típ như này thôi. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long ben vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá. Khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2 cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các bác nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy. Thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co bối trĩ, xa bối trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bối trĩ, xa bối trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này. Đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại, co bối trĩ, xa bối trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30k cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100k cho một lọ nhá, 100k cho một lọ. Đây. 100.000 cho một hộp như này, một hộp như này. 100.000 cho một hộp nhá. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ, 1 2 3 4 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhá, 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác, thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhá, và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100k. Đấy. 100k các bác nhá, 100.000, 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 100k cho một 100k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1 đến 2 viên và sau bữa ăn, uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gọi là thuốc nhỏ mắt hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, NA và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên tiên là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một típ như này nhá.
60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt thế này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó thì hôm nay bên em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Ba số này của em đều có Zalo để các bác có thể đặt hàng nhá. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu quạt các bác này. Đấy, các bác lên cho em là quạt mini nhá, quạt mini. Đấy, nó sẽ có cái xoay như này. Tổng chiều dài của nó thì chiều ngang của nó thì nó sẽ vào khoảng là 30, chiều cao khoảng 30. Đó, và rất là mát luôn. Đây, dây đây. Con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn nhá. Trực tiếp điện 220V luôn. Rất là mát các bác này. Đấy. Mát thấy không? Đó. Quạt rất là mát luôn. Và nó sẽ có cho các bác là hai số này. Đây. Đấy. Rất mát luôn các bác nhá. Đó, rất là mát luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 cho một con quạt mini như này các bác này. Đấy, quạt mini như này. Đấy thì các bác lên xem đó là quạt mini. Chiều rộng của nó là 30, chiều cao là 30, còn đường kính của cánh này thì vào khoảng 20. Rất mát luôn các bác này. Đấy, rất mát luôn. Gió rất là nhiều nhá. Đấy, trông thì bé như này thôi nhưng mà rất là nhiều gió và rất là mát nhá. Motor thì bằng đồng và có cho các bác là hai số đằng sau như này, số 1, số 2, số 0 này. Đấy. Thì cái này các bác có thể dùng để mang đi học này, đi làm này, đi công trình, hoặc là mà các bác mang theo khi mà mình di chuyển này, hoặc sử dụng ở nhà này, rất là tiện luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là quạt mini nhá, quạt mini 135.000 cho con quạt mini như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình chuông nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình chuông. Đấy, nó hình một chiếc chuông như này các bác này. Đấy, hình một chiếc chuông như này. Cho nên các bác lên mã giúp cho em là bình chuông nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái dạng màu vàng gold rất là đẹp luôn, một cái dạng màu vàng gold rất là đẹp như này các bác này. Đấy, nắp nó có gioăng nhá. Con này thì nó sẽ là dung tích nó sẽ vào khoảng là đi đây. Đấy. Con này thì dung tích của nó inox 304 và nó sẽ vào khoảng là 200 ml các bác nhá, 200 ml, có nắp xoáy như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình uống cà phê này hoặc là các cái loại trà. Đấy thì rất là ok luôn. Đấy. Cà phê hoặc là trà các thứ rất là ok nha. Các bác cho vào đây cho em này. Đấy. Sau khi nào các bác uống thì các bác mở nắp ra cho em. Đấy, mở nắp ra mình uống trực tiếp luôn. Đấy, inox Su 304. Đấy, dùng để uống trà, uống cà phê hoặc là các bác mang nước đi du lịch hoặc là nói chung là mang đi đâu nó cũng rất là tiện, có quai đeo như này. Đấy, bằng inox 304. Lên mã giúp cho em là bình chuông, giá sẽ là 75.000 cho một con bình chuông như này nhá. Con này thì dung tích của nó thì em nghĩ là nó vào khoảng là 200 ml các bác nhá. 200 ml các bác này. Đấy. Giữ nóng là lên tới 95 độ C luôn. Đấy, giữ nóng lên tới 95 độ C nhá. Đây các bác này. Đó đây, thông số của nó đây. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn, Su 304. Giữ nóng giữ lạnh cực kỳ là tốt. Các bác có thể dùng để mình pha trà nóng này hoặc là uống cà phê đá này đều ok hết và nó rất là tiện. Có nắp đậy này thì khi nào các bác dùng thì mình bỏ ra. Mà không thì mình cứ đậy nắp như này thì nó sẽ giữ lạnh cho các bác rất là tốt luôn. Giữ nhiệt tốt nhá. Đít này của nó thì có lót như này, rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là bình chuông nhá, bình chuông. Đấy, bình chuông giá sẽ là 75.000 cho cái bình chuông như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ môi xìa nhá, môi xìa đây. Đấy thì bên shop bán nó sẽ là các bác lên cho em là môi xẻng này thì nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá, 40.000 một chiếc đây. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá, 3 mẫu như này các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu như này. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu. Đó, 3 mẫu để cho các bác lựa chọn nhá. Đó, ở đây nó sẽ có 3 mẫu thôi. Đấy, 3 mẫu như này các bác nhá. 3 mẫu như này. Đây, đầu tiên thì nó sẽ là một cái dạng môi lưới như này các bác này, môi lưới như này. Thì khi mà các bác dùng để mình ăn lẩu ăn liếc thì dùng cái này để mình nhúng các loại thực phẩm vào, sau đó thì mình vớt ra luôn, nó rất là tiện này. Con này chuyên dùng ăn lẩu ăn liếc rất là ok này. Thì các bác lên cho em là môi lưới này. Đấy, môi lưới này. Tiếp theo thì con này các bác lên cho em là môi liền nhá. Đấy, môi liền thì nó sẽ là một cái môi bình thường như này. Môi liền thì nó sẽ là một cái môi bình thường. Và tiếp theo nữa là nó sẽ là một cái môi xẻng như này nhá, một cái môi xẻng như này. Đấy, thì cái này các bác lên cho em là môi xẻng này. Đấy, nó như một cái xẻng như này. Thì các bác dùng để mình lật trứng này, hoặc là tráng làm bánh làm biếc, hoặc là mình
chan múc cũng rất là ok luôn. Đó. Thì nó sẽ là ba mẫu như này nhá. Môi liền này, môi môi lỗ này và môi xẻng này, môi liền, môi lỗ và môi xẻng. Giá đều là 40.000 cho một chiếc như này. 40.000 cho một chiếc như này các bác nhá. Đấy thì các bác có thể lấy combo cũng được hoặc lấy lẻ một cái một. Bên em bán đều là giá là 40.000 nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là môi liền này, môi liền 40.000. Đấy, con này là sẽ là môi lỗ này. Môi lỗ cũng 40.000 luôn. Đó, và con này nó sẽ là môi xẻng này. Môi xẻng nó giống một cái xẻng như này. Đấy. Thì giá đều là 40k. Chất liệu của nó là bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, sáng bóng và đẹp luôn. Đấy, dày dẫn sáng bóng và đẹp nhá. Giá sẽ là 40.000, 40.000 cho một chiếc như này. Đấy, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng. Giá thì chỉ có 80k cho một cái cặp lồng 4 tầng này thôi. Đấy. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. 80.000 cho một cái cặp lồng 4 tầng như này. Đấy, cái này thì nó sẽ có quai sách như này, quai sách bên trên các bác nhá. Quai sách bên trên như này, 4 tầng luôn. 4 tầng và dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là đây, 2.8 lít này. Đấy, cặp lồng 4 tầng nhá, 4 tầng luôn. Cặp lồng 4 tầng, giá sẽ là 80.000 cho một em cặp lồng 4 tầng như này. Đấy. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng đấy các bác, rất tiện ích luôn. Và có quai đeo như này nhá, có quai treo như này. Ở đây thì mỗi tầng của nó sẽ là một ngăn như này nhá. Mỗi tầng là một cái mỗi tầng là một cái bát như này. Và dung tích của nó là 2.8 lít nhá, 2.8 lít. Tổng dung tích của nó là 2.8 lít các bác này. Mỗi tầng là một bát như này thì các bác ví dụ như là thực phẩm đồ ăn, bên ngoài thì bằng nhựa chống trơn trượt nhá, bằng nhựa chống nóng nhá. Và bên trong là bằng inox nhá, inox như này. Mỗi tầng là một bát luôn thì các bác có thể đựng cơm này, đồ ăn này, canh này rồi gia vị đều ok hết nhá. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em như này. Lắp vào cho em xong là mình đẩy cái quai này lên là xong. Đó, đẩy cái quai này lên cho em là xong. Nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Lắp vào, sau đó thì mình đẩy quai lên cho em là xong. Giá thì một cái bộ cặp lồng như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một cái mã cặp lồng 4 tầng như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và tiện ích luôn. Đấy. Lẫy liếc của nó sập cực kỳ là chắc luôn nhá. Các bác chỉ cần sập lẫy vào như này cho em là mình xách đi thôi. Đấy. Đậy vào là khít kín luôn. Đấy, cả nước cũng không thể ra được luôn các nhá. Đấy, nước cũng không ra được luôn. Đây. Quai sách quai đeo như này rất cẩn thận luôn các bác này. Đấy. Quai sách quai đeo rất là cẩn thận luôn, rất khít các bác nhá, rất khít như này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác cái van để xả hơi này. Đấy, van xả hơi luôn. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng 4 tầng nhá. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80k cho một con cặp lồng 4 tầng như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác mã sản phẩm đó là cái kéo gà. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là của Nhật và một mẫu là của Đức nhá. Đấy, đây. Hai mẫu kéo gà như này các bác này. Một mẫu của Nhật, một mẫu của Đức. Hàng của Nhật này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Thép SK5 không gỉ này, Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Thép SK5 không gỉ. Con này thì các chức năng như là các bác có thể dùng để cắt gà, cá, thực phẩm thức ăn này, kẹp cua ghẹ rất là ok này. Đấy, con này cũng vậy luôn. Thì con này nó sẽ là hàng made in Germany, hàng của Đức này, made in Germany. Con này thì sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Cũng có là phần khuyết này, cắt gà, cắt cá, cắt nem này. Đấy, thứ hai là có cái phần răng cưa này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá làm gà làm cá này. Đấy, kẹp cua ghẹ này, rồi mở nắp chai này, đa di năng như vậy luôn. Đó. Độ sắc bén thì như nhau, nhưng cái con của Nhật này thì nó dày hơn cho nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là kéo gà của Nhật thì sẽ là 130k nhá, 130k. Và của Đức thì sẽ là 90k nhá. Đấy, thì có hai dòng. Con này là của Nhật này, tay to hơn này, dày dẫn hơn này, 130.000 này. Con của Đức này thì nó sẽ là mỏng hơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà cũng rất là dày dẫn và chắc chắn rồi. Giá sẽ là 90.000 thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mài dao ba khe nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy, mài dao ba khe nhá. Đấy, lên cho em là mài dao ba khe đỏ này. Mài dao này, ba khe nhá. Ba khe và nó màu đỏ như này. Cho nên lên em mài dao ba khe đỏ 130k nhá. 130.000 cho em mài dao ba khe đỏ như này. Đây nó sẽ là một con dao, một cái mà dụng cụ mài dao rất là tiện ích luôn. Các bác chỉ cần cầm dao như này mình kéo lướt qua này, lướt qua này là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn và mài bén. Ba cái như này thì từ tay trái các bác kéo sang, cứ kéo đi kéo lại như này cho em khoảng 3 đến 4 lần một rãnh như này. Đấy là các bác kéo qua ba rãnh này là dao sẽ bén luôn và rất là tiện nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Katashiwa made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000, mài dao ba khe đỏ 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Con này thì nó sẽ là một cái dòng dao cực kỳ là sắc bén và tiện ích cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình chặt sắt, chặt xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Đây, em sẽ test chặt sắt cho các bác xem này đây nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh sắt này các bác này. Đây, chặt sắt này các bác này. Đấy. Chặt sắt này, chặt xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Các bác thấy không? Đó.
giật sắt giật sinh dung và không có hề hấn gì các bác này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Hàng thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân hàng của Murato này, Murato made in Japan nhá. Made in Japan cho các bác luôn. Thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Lên cho em là dao 1 cân nhá, dao chặt 1 cân, chiều dài khoảng 35 cm, phần bản của dao này là vào khoảng là 25 cm và chiều dày mình của dao thì nó sẽ là vào khoảng là 4-5 ly. Con này thì chặt gà, chặt cá, xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Lên cho em là dao 1 cân nhá. Đấy, dao 1 cân này, dao 1 kg, giá sẽ là 230.000 và bên em bao ship tại nhà cho bác luôn cho con dao chặt 1 cân như này. Đó. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Hớn nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lư đồng nhá. Đấy, lư đồng thì bên em sẽ có hai mẫu. Một là lư đồng trơn và hai là cái mẫu lư đồng mà nó sẽ có một là mẫu trơn. Đấy, một là mẫu trơn và hai là cái mẫu sẽ có sẵn cho các bác là hình con rồng như này các bác này, hình con rồng như này. Đó thì có hai mẫu như này nhá. Đấy, có hai mẫu như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Và một mẫu trơn và một mẫu là có sẵn hình con rồng luôn. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em là lư đồng, em sẽ có hai mẫu để gửi tới các bác. Đấy. Cái mẫu này sẽ là cái mẫu lư trơn này. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000 nhá. Đấy, 170.000 thì cái mẫu lư trơn như này. Đấy, đây là cái phần này để các bác đặt cái nhang vào đây. Đó. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 10 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm nhá. Mẫu này là mẫu lư trơn này. Đấy, các bác lên cho em là lư đồng trơn, con này là 170.000. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là lư đồng hình con rồng nhá, hình con rồng đây. Đấy, hai bên là hai con rồng như này. Cái mẫu lư đồng hình con rồng như này thì sẽ là 100.000 nhá. 100.000 thì cái mẫu lư đồng hình con rồng như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, có hai mẫu như này nhá. Đấy. Thì một mẫu sẽ là lư trơn và một mẫu sẽ là lư hình con rồng, lư hình con rồng như này. Đấy, đây là sẽ là mẫu lư hình con rồng này. Hai mẫu này thì nó cũng tương đương nhau. Một mẫu thì nó sẽ thiên về hoa văn, còn một mẫu là trơn. Đấy các bác nhá. Đấy. Thì cái mẫu lư đồng hình con rồng này, lư hình rồng nhá. Đấy, các bác lên cho em là lư hình con rồng thì giá sẽ là 100.000. 100.000 cho cái mẫu lư hình con rồng như này. Con này thì cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 6-7 cm, còn chiều cao của nó thì cũng vào khoảng 6-7 cm luôn. Đấy, nó sẽ như này các bác nhá. Sẽ trong lòng bàn tay như này các bác này. Đấy, trong lòng bàn tay. Thì các bác ướm cái lòng bàn tay của em để mình tính cái thông số nhá. Đấy. Thì cái này các bác lên mã cho em nó sẽ là lư hình rồng nhá, lư hình rồng này, lư hình rồng. Đấy, lư hình rồng giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái lư hình rồng như này nhá. Đấy, 100k cho cái lư hình rồng như này. Đấy. Còn lại là tiếp theo thì bên shop có cái mẫu là lư trơn nhá. Đấy, lư đồng trơn, lư đồng trơn thì con này sẽ là 170.000. Các bác lên cho em là lư đồng trơn này. Đấy. Lư đồng trơn. Đấy. Lư đồng trơn này. Đấy, lư đồng trơn. Giá sẽ là 170k nhá, 170.000. 170k cho cái mẫu lư đồng trơn như này, 170.000. Có hai mẫu thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Mẫu này thì nó sẽ là lư hình rồng nhá. Lư hình rồng thì sẽ là 100. Còn cái mẫu lư trơn như này thì sẽ là 170.000. Đấy, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu Eto của Nhật này, Eto của Nhật đây. Đấy, hàng tem nhôm đàng hoàng, mẫu Eto đồng của Nhật như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thì cái mẫu Eto như này nhá. Độ mở của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá. Hàng của thương hiệu Asahi của Nhật. Đấy, nó sẽ là bằng thép nhá, bằng thép cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Asahi. Con này thì sẽ là 180.000 cho cái mẫu Eto như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhá. Ô Nhật tự động đây. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là dòng tự động và chiều ngang của nó thì nó vào khoảng 1 mét nhá. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Khi các bác mở ra thì nó sẽ tự động như này và đóng vào nó cũng tự động rồi. Đấy, thì các bác chỉ cần là đẩy vào như này thì em sau đó thì mình quận lại là xong. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đó. Mở lên thì mở như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng gọi là vải, vải này của nó sẽ là vải vải tráng ni lông nhá. Đấy, cho nên là thuộc dạng là nước đổ đầu vịt thì khi chảy vào thì nó sẽ khô ngay. Các bác chỉ cần rũ qua này là khô luôn. Đấy. Thì một con ô Nhật tự động như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một con ô Nhật tự động như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác đi mua một cái ô ngoài chợ người ta cũng phải bán cho bác 100 đến 150.000 rồi. Thế mà đây một cái con ô dù Nhật tự động như này giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật này, ô dù Nhật. Giá sẽ là 80k cho cái ô dù Nhật tự động như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, con này là 135.000, có điều chỉnh chế độ là to nhỏ này. Đấy. Và sẽ có cho các bác là cái phần này để các bác tiêm nước vào đây cho em này. Đấy, tháo cái nắp trắng này ra. Đấy, tháo nắp trắng này ra cho nước vào đây. Sau đó thì mình cho vào cho em. Đó, cho vào sau đó thì mình bóp đây là hơi nước nó sẽ ra đằng sau này. Mâm gang của nó khá là dày luôn. Độ nóng cao nhá và có điều chỉnh nhiệt độ nhá. Và có thể gấp gọn được này. Dây của nó thì dây vải dù như này. 135.000 cho cái bàn là hơi nước mini như này nhá. 135.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bàn là đứng nhá. Bàn là đứng thì các bác cũng cho nước vào đây cho em này. Đấy, cho nước vào đây. Sau đó thì các bác bắt đầu mình là. Và con này là đứng thì các bác ưu điểm của nó là nó sẽ không bị cháy nhá. Không bị cháy này. Hàng của Sonaki này. Công suất của nó là 1500W và sử dụng điện 220V. Đấy, 1500W điện 220V nhá. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là không bị cháy nhá. Khi các bác sử dụng thì nó không bị cháy. Đấy, tại vì là hơi nước nó sẽ phun ra đây và nó sẽ là làm phẳng bằng hơi nước nhá. Đấy, làm phẳng bằng hơi nước. Đây, các bác bóp đây là hơi nước nó sẽ ra này. Rất là tiện luôn. Bàn là Socani nhá. Đen cho em là bàn là đứng. Bao nhiêu nhỉ? Bàn là đứng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác là 300... Các bác lên cho em là bàn là đứng, giá sẽ là 370.000 cho bọn em bàn là đứng như này nhá. 370k một chiếc. Đấy, con này thì rất là tiện luôn để cho các bác có thể sử dụng khi mà mình mang đi du lịch hoặc sử dụng ở nhà rất là ok nhá. Ưu điểm của con này là chống cháy nhá, chống cháy cho nên các bác dùng nó rất là an toàn và rất là thích luôn. Bàn là đứng 370.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Đấy, đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Đấy, con này thì hàng của Nga quá nhá, hàng của Nga. Hàng thì về số lượng có hạn nên là các bác mua thì nhanh, bắt đầu sang hè đến nơi rồi. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, cái phần quai này của nó thì có chống mất quai nhá, chống mất nắp này. Đấy, nó liền như này luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai bằng da như này, bằng da như này để các bác sử dụng này, rất là tiện luôn nhá. Có quai đeo như này. Hàng CCCP của Nga. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Bình tông 2 lít. Bình tông 2 lít giá sẽ là 130k nhé. 130.000 cho cái bình tông 2 lít như này. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái này nó gọi là Ego à? Cái gì? Bango nhé. Bango giá là 20.000 cho một hộp Bango như này. Số lượng của nó là 100 chiếc nhé. Giá rẻ chưa các bác ơi? Đấy, không có đâu rẻ bằng luôn. 20.000 cho 100 chiếc, nếu các bác ra hiệu thuốc mà mua một vỉ này nó sẽ bán cho các bác là 5 đến 10.000 một vỉ này rồi. Thế mà đây 100 cái như này to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ đây. Đấy, các cái kích thước của nó này. Đấy, thì nói chung là cái chuyện mà bị trượt ra tay đứt chân thì nó thường xuyên xảy ra. Mà các bác cứ đi lấy rẻ lấy riếc dùng nó rất là mất vệ sinh không an toàn. Đấy, thì các bác cứ dùng cái băng gâu này cho em, hàng vệ sinh an toàn của Nhật luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20k cho một bịch như này, 100 cái luôn. 20.000 cho bịch 100 cái luôn, tính ra vào 200 con hay bao nhiêu đấy các bác nhé. Các bác có thể chia ra. Đó, băng gâu nhá. Tiếp theo thì đây cái băng gâu này thì cái độ dính của nó rất là tốt luôn. Đây em sẽ test thử cho bác xem này. Đấy. Cái độ dính của nó rất là tốt luôn. Con này thì dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Đây. Đấy các bác bóc ra cho em này. Bóc ra sau đó thì mình chỗ nào bị chảy máu này các bác dán trực tiếp lên cho em. Đấy, dán trực tiếp lên cho em. Đây, bóc ra này. Sau đó thì mình lột cái lớp mớt dán này ra này. Đấy, sau đó các bác dán vào cái chỗ mình bị ấy này. Đấy, độ bám của nó rất là tốt luôn nhá. Đấy, bám dính rất là tốt, kể cả các bác có rửa nước cũng ok luôn. Đấy, độ bám rất là tốt luôn, rửa nước cũng ok luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Kem đánh răng Hàn Quốc, giá sẽ là 50.000 cho một hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Con này thì tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93% nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng không có niêm phong, nên khi các bác nhận hàng thông cảm cho em. Đấy, nhà sản xuất thì người ta chỉ có mặc định là không có niêm phong như này thôi. Đây. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ là 60g. Đây. Đấy, à 120g các bác này, 120g. Hàng của Hàn Quốc chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đây, made in Korea này, hàng nội địa của Hàn Quốc, kem đánh răng Hàn Quốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k trong hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là đây. Bao gồm cho các bác là vào khoảng là đi 30 lưỡi. 30 lưỡi có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi. Nhưng mà em cứ giới thiệu chung chung là nó vào khoảng 30 lưỡi thôi. 30 lưỡi và có kèm cho các bác là một bàn cạo này. Đây, 30 lưỡi như này.
Lưỡi là lưỡi kép, kèm một bàn cạo và một lọ kem. Giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy, 30 lưỡi này các bác dùng quanh năm ngày tháng cho em, dùng từ năm này sang năm khác. Bác nào mà ít dâu thì dùng cho em 2-3 năm mới hết được. Đó. Còn nhiều dâu thì thấp nhất cũng phải dùng là 1 năm. Đó. Thì lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Đấy, bộ lưỡi kem. Lưỡi kem này, đấy, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 mà các bác có thể là từ được 30 đến 35 lưỡi. Tiếp theo thì các bác lên cho em là chổi cọ vàng này. Cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là dây như dạng như là dây đồng như này các bác này. Dây như dây đồng như này thì các bác có thể dùng để mình đánh xoong, đánh nồi này, kỳ cọ sân này, chỗ nào có rêu có giúp các bác kỳ cọ cho em. Đấy, chổi cọ vàng giá sẽ là 25.000. Đúng không? Cọ gì đấy? Chổi cọ gì nhá, lên cho em là chổi cọ gì này. Đấy, chổi cọ gì giá sẽ là 15.000 một chiếc thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chổi cọ gì này. Đấy. Chổi cọ gì giá sẽ là 15.000. Đấy, trước em bán 25.000 đợt này về cho bác chỉ còn 15.000 thôi. 15.000 cho cái mã chổi cọ gì như này, chiều dài khoảng trên 20 cm. Đấy, các bác dùng để cọ gì sét này, cọ xong, cọ nồi hoặc là đánh gì, đánh giếc đều ok hết nhá. 15.000 cho một cái chổi cọ gì như này rất là tiện luôn. Đây, ví dụ như là cái phần tường mà nó bị dí sét bị bẩn này, các bác đánh đi cho em này. Đấy, hoặc là nói chung là rất là đa di năng luôn, rất tiện nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa cho nó vui vẻ hoan hỉ các bác nhá. Đấy, còn các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi, không có khó khăn gì cả. Đấy, thì em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thảm massage chân nhá. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì hàng đợt này về cái giá nó rất là yêu thương và hợp lý cho các bác để các bác có thể mua về mình sử dụng trực tiếp cho bác nào chuyên bị đau mỏi các cái phần chân nhá, đau mỏi chân rồi và nó rất là nhiều chức năng luôn, giúp cho các bác giảm béo rồi nói chung là đa di năng luôn. Thì nó sẽ là một cái thảm nó bằng xung điện từ như này. Đấy. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì một cái thảm như này nhá, một thảm như này kèm cho các bác là một cáp sạc và một con máy như này, một con máy như này. Đấy. Thì khi các bác bật thì ấn cho em cái dấu cộng này nó sẽ lên này, ấn dấu trừ là nó sẽ tắt này. Và chữ M này là điều chỉnh chế độ nhá. Dấu cộng là lên này, dấu trừ là tắt này. Đấy. Dấu cộng này thì vừa là bật lên vừa là tăng giảm nhịp độ này, dấu trừ là tắt này. Đấy, và giảm nhịp độ này và dấu chữ M này là chế độ nhá. Các bác lắp vào hai cái mắt này cho em này, hai cái chân ốc này cho em. Đó, là mình sử dụng thôi. Đây em sẽ có cái video trải nghiệm thực tế cho các bác xem. Con này thì khá là tiện ích và các bác nên sử dụng. Đấy, nên sử dụng cho đặc biệt là các bác có tí tuổi rồi mà hay bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi chân. Đấy, tê bì chân tay thì dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là massage chân nhá. Con này giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá. Massage chân này giá cực tốt luôn, chỉ có 60.000 thôi. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế luôn. Massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage cán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sơ mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng một, miễn phí vận chuyển. Hãy bảo vệ sức khỏe bố mẹ và gia đình bạn ngay hôm nay. Cái nào bóc rồi cơ mà. Chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage cán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa.
cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, vâng, rất là tuyệt vời luôn nha. Giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác kia miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, con này thì thành phần của nó là ngải cứu tự nhiên. Đó thì con này hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu này. Đấy, lên đúng tên cho em. Miếng dán ngải cứu nhá. Giá của nó sẽ là 25k cho một hộp như này. Một hộp này bao gồm là 12 miếng nhá. Hộp 12 miếng. Đấy, miếng dán ngải cứu. Thì ở đây nó sẽ là một hộp 12 miếng như này, về nhà các bác bóc ra cho em này. Đấy, và đây nó sẽ có từng miếng một như này. Thì ở đây nó sẽ là chủ yếu là ngải cứu. Và các bác dùng thì nó rất là tốt luôn. Các bác nào chuyên bị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy đây, các bác dán vào cổ cho em. Cổ vai gáy rồi dây thần kinh thắt lưng là các cái phần mà nó hay bị đau nhức nhất nhá. Thì các bác bóc ra. Bóc ra sau đó thì mình dán vào cho em. Con này thì nó nóng siêu lâu luôn, đặc biệt là mùa đông này thì các bác hay bị đau mỏi cổ này, vai gáy rồi các cái bắp tay bắp chân. Các bác dán vào cho em, cực kỳ là tốt luôn. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là máu huyết lưu thông, đả thông kinh mạch rồi rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 25k thôi. Lên cho em là miếng dán ngải cứu, giá sẽ là 25.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Dòng này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn cho nên là nó rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu và đặc biệt là cái giá của nó thì khá là tốt luôn. Một cái lọ nước hoa như này giá chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này kèm một cái nơ rất là đẹp này. Các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết nhá. Về nhà các bác giật cái nắp nhựa này ra cho em này, sau đó thì mình cắm cho em cái bấc này vào. Đấy, có cái bấc này đây. Các bác cắm cái bấc này vào cho em thì nó sẽ dẫn cái mùi tỏa cái mùi hương tinh dầu này ra rất là thơm luôn và sử dụng được rất là lâu nhá. Đấy, và giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Giá sẽ là 30k. Đó. Báo lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k. Bên Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn. Mùi thơm dịu nhẹ cực kỳ dễ chịu luôn, giá chỉ có 30.000 thôi. Hotel này các bạn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng nhá. Keo đa năng. Các bác lên mã giúp cho em đó là keo đa năng thì đây nó sẽ là dòng keo đa năng và vỏ màu xanh như này. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Con này thì một lọ của nó sẽ là 60g. Con này thì dán được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. Đấy, độ bám dính của nó cực kỳ là tốt luôn nhá. Độ bám dính rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 nhá. Keo đa năng xanh. Giá của nó sẽ là 20k trên một típ nhá. 20.000 trên một típ keo như này. Bác nào mua từ 3 típ thì giá sẽ là 50k nhá. 3 típ là sẽ là bằng 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Nữ kể cả tình cảm của bạn với tờ giấc, đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính Nomon Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính Nomon Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, rất chất luôn các bác nhá, chỉ có 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là kia kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là hàng made in Japan này, dung tích của nó là 170g. Dòng này thì ưu điểm của nó là chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, các bác mua một lọ kem đánh răng Việt Nam bây giờ cũng phải 5-60.000 rồi. Thế mà đây một lọ kem đánh răng của Nhật như này. Đấy, tinh chất gạo của Nhật này, chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng cho em luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá, giá sẽ là 60.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô dao Nhật nhá, hàng thương hiệu Wattbo của Nhật đây. Dòng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ tốt luôn, hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Đó, hàng thì cực chất, nguyên cái bao bì đóng gói của nó đã mang tính chất rất là Nhật rồi. Các bác nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, đóng gói là bao bằng giấy rất chất lượng nhá. Ở đây thì nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu nhọn, hai là mẫu vuông. Đấy, mẫu này sẽ là mẫu vuông này. Thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Con dao vuông này thì giá của nó sẽ là 180.000.
180.000 cho con dao vuông như này. Đấy. Các bác lên cho em là dao vuông nhá, dao vuông. Đấy. Hàng siêu bén luôn. Test bằng giấy thì quá là bình thường cân đường hộp sữa rồi. Test cắt trực tiếp giấy bóng cho bác xem nhá để các bác thấy được cái độ bén của nó này. Siêu bén luôn coi nhá, rất là bén luôn. Đó. Giá thì sẽ là 180.000. Con này thì nó sẽ là mũi nó vuông như này, thì trên bên em lên nó là dao vuông nhá. Đây, Japan này. Đấy, thép không gỉ nhá. Đấy, chất thép của nó này. Đấy các bác thấy không? Rất chất lượng cho bác luôn, thép không xỉ nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là dao vuông này. Con này thì sẽ là 180k nhá. Đấy, lên cho em là dao vuông. Dao vuông này. Sẽ là dao thái vuông 180k này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác một con mũi nhọn nhá. Con này thì kiểu dáng kích thước như vậy thôi. Cái mũi nó nhọn hơn một chút thì các bác có thể dùng để thái lọc hoặc là phi lê cũng rất là ok. Và cái giá thì nó sẽ là 175.000. 175.000 cho con này. Nếu các bác mua cả cặp thì sẽ ưu ái hơn một chút. Đấy coi nhá. Đây. Đấy. Đây em nó đây các bác này. Đấy, dao thì nặng khoảng 2 lạng, nặng khoảng 2 lạng, lạng rưỡi 2 lạng nhá. Made in Japan con này. Đấy Japan. Đây nhá. Đó. Thép không gỉ này của thương hiệu Wabo này. Con này thì có mũi nhọn để các bác có thể thái lọc này. Đây, dọc giấy cho các bác xem nhá. Đấy. Dọc giấy bóng mà như này thì các bác biết rồi, rất là ối rồi ôi luôn các bác nhá. Đấy. Siêu sắc luôn. Đấy, về nhà thì em chỉ là lưu ý các bác là dùng cẩn thận kéo đứt tay nhá. Rất là nhiều khách hàng đã sử dụng nhá và kêu rời lên vì dao quá sắc các bác nhá. Kêu rời lên vì dao quá sắc và rất là dễ bị đứt tay, cho nên các bác dùng để tránh xa tầm tay trẻ em cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dao thái nhọn nhá. Đấy, dao thái nhọn và một con là dao thái vuông. Con này dao thái nhọn 175k. Nếu anh em nào mua một đôi như này, em tính cho các bác là 350.000 cho một đôi này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra, test thử và nhận hàng kiểm tra, test thử dọc giấy cho em và thanh toán giúp cho em nhá. Giá của nó sẽ là 350.000 cho một đôi như này. Đấy, còn mua lẻ thì một con 180 và một con là một con 180 và một con là 175.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là Nai Bên Shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em đó là đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Đấy, đây nó sẽ là một con đuôi lò xo như này. Đấy thì nó sẽ là một con đuôi lò xo rất là tiện ích luôn. Đuôi của nó là đuôi xoáy E27 nhá, rất là phổ thông luôn. Có công tác đóng ngắt như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp bóng vào cho em là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá chỉ có 35k thôi. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể ngoắt nghéo này, mình sử dụng bóng để mình có thể là đọc sách này, rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn, cắm trực tiếp vào ổ điện cho em. Đó, và mình dùng để mình có thể là bật tắt như này, mình đọc sách này hoặc là dùng mình làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn, hoặc cắm trực tiếp khi mà mình cần lấy nguồn điện, mình chỉ cần cắm xoáy bóng vào đây, sau đó thì cắm vào là bóng sẽ lên thôi. Giá sẽ là 35.000 cái đuôi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con khoan mini nhá. Đây nó sẽ là một con khoan rất là tiện ích này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đầy đủ các chi tiết thế này, bao gồm cho các bác là các cái mũi vít này, các mũi vít cho các bác luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có cho các bác là một bộ combo là 30 mũi vít như này nhá. 30 mũi vít như này các bác này. Đấy, 30 mũi vít này, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Và một thân máy này nhá, một thân máy như này. Đấy. Đây các bác này, chạy rất là khỏe luôn. Có đảo chiều nhá. Và con này ưu điểm của nó là có thể xoay đảo hướng được nhá. Các bác thì dùng hình khẩu súng như này cũng được, mà các bác lại xoay đi để dùng hình một cái tô vít như này cũng được. Đấy. Và lắp mũi vào cho em là dùng thôi, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây em sẽ xoáy thử cho bác xem này. Đấy, đây nhá. Xoáy cho bác xem này, rất là ngon luôn nhá. Đây, xoáy ra này. Đấy. Xoáy ra con này. Đấy, xoáy ra đây. Rất là khỏe luôn các nhá. Đó, rất khỏe luôn. Các bác theo. Đây. Đây. Xoáy ra này. Đấy. Xoáy vào này, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Và máy cũng đây, đây con này. Đấy, xoáy ra nhá, xoáy ra này. Đây, xoáy vào này. Đấy, máy rất là khỏe luôn các này. Đấy, vặn rất là khỏe luôn. Rất là tương đối là khỏe nhá. Và con này thì nó sẽ có đảo chiều cho các bác luôn, có đảo chiều cho các bác nhá. Và đây thì nó sẽ là rất là nhiều phụ kiện đi kèm nhá. Có cả mũi khoan này, có cả dây sạc này và có cả một cái con ngoắt nghéo như này. Có cả một con ngoắt nghéo như này rồi kèm thêm cả đầu khẩu nữa nhá. Thêm đầu khẩu nhá. Nói chung là đầy đủ các chi tiết cho các bác như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180k nhá. 180k. Lên mã giúp cho em đó là máy khoan mini nhá. Máy khoan mini 180.000. Máy khoan mini này. Máy khoan mini giá sẽ là 180k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ máy giặt nhá. Lên cho em là phủ máy giặt thôi. Đấy, đây nó sẽ là một con để các bác chuyên để phủ lên máy giặt thế này thì nó rất là tiện ích luôn.
và giá sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái phủ máy giặt như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là phủ lên máy giặt thôi, thì máy giặt nhà mình để ở đâu cũng được, để phòng các cái loại phòng khách rồi để ngoài ở trong đều được hết nhá. Phủ lên nó che nó rất là đẹp và nó sạch sẽ vệ sinh, và nó có cả cho các bác là ngăn khóa luôn. Phủ máy giặt bạt phủ máy giặt. Đây các bác này, đấy nó rất là tiện ích luôn. Chống nước nhá, về nhà các bác chỉ cần là mở ra, sau đó thì mình lại đậy vào cho em như này, rất là tiện này. Có ngăn khóa kéo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Chùm được hết nhá, cửa trên, cửa dưới bên em đều có nhá. Cửa trên có, cửa trước có, các bác muốn dùng cửa nào thì dùng nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn, và giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho con phủ máy giặt thôi. Rồi ok. Hello cho các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji, made in Japan các bác này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên, và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm, và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy, cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này, thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm, và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này đó. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá, màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu mét 6 và một mẫu mét 8, đều là nhân 2m nhá. Mét 6 2m và mét 8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm, và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống thôi nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này, thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k, bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m. Thì nó là 2m, nó là kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu như này, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này. Màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên, và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây, con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông, thì các bác đắp mùa đông đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông đắp mùa hè đều được hết. Đó, kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy, máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, cho nên là dùng rất là đã. Đó, dùng rất là đã luôn. Đó, và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá.
Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông, mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và ba ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Lên đây bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy thì các bác bật lên này cho em này, và cái chức năng cảm ứng này. Đấy, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này, gạt qua nó tắt, gạt qua nó sáng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, của thương hiệu Germany các bác này. Đó. Đây. Made in Germany nhá. Made in Germany, hàng của Đức cho các bác luôn và rất chất lượng. Qua đeo như này các bác dùng để đeo lên đầu rất là tiện ích. Có thể tùy chỉnh như này nhá, hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đấy, có cảm biến như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì dùng rất là ngon và tuyệt vời luôn. Đó. Dùng rất ngon, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Rất ngon luôn. Đó. Đây nha, lên cho anh em cái con đèn đeo đầu Wi-Fi con này. Con này nó sẽ có cho anh em là điều chỉnh pha như này anh em này. Đấy, điều chỉnh pha và nó rất là giỏi luôn. Pha anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo này. Đấy, có thể điều chỉnh to nhỏ như này, rất là tiện này. Và con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đây em sẽ giỏi cho anh em xem này. Đấy, con này thì pha của nó khá là giỏi luôn. Đây. Giỏi cũng rất là xa anh em nhá. Giỏi rất là xa luôn. Và cũng rất là sáng. Và con này nó sẽ có cảm biến tự động cho anh em luôn. Đó, đây ban đêm này anh em này. Đó, giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến cho anh em nhá. Đó, con này giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến, anh em có thể gạt tay qua là nó tắt, gạt tay qua là nó sáng, nó rất tiện ích nhá. Đó, con này thì cũng rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn anh em đeo đầu, rất là tiện ích, rồi ok. Của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop bật hết đây. Nay bên shop về cho bác cái con đèn xanh các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác lấy bút lông. Con này giá sẽ là 260.000 nhá. Đấy, nó sẽ có quai này các bác này. Và đây nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và cả pin sạc luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Tất cả các hàng bây giờ thì nó chỉ có cáp sạc thôi các bác nhá. Đây. Đây là cái cáp sạc của nó này, cáp sạc của nó đây. Về nhà các bác cắm vào đây cho em. Đó, con này thì nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo, có tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì kích thước của nó vào khoảng 20 x 20. Đấy, có cái chống va đập các kiểu này và các cái mắt LED như này. Và con này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều rất là tiện, tiết kiệm điện và rất là tiện ích nhá. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn xanh 260.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng này. Thì em lên cho anh em cái con đèn này, nó sẽ là một con siêu sáng cho anh em luôn. Anh em thấy không? Đấy, con này thì độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi anh em này. Đó, đây anh em thấy chưa? Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ là con pin năng lượng mặt trời và nó có báo pin anh em này, có báo pin như này. Đó, con này thì cũng có chế độ là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, con này thì ví dụ như em pha lên này, để pha lên nhà anh em này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể sử dụng để mình chiến công trình, ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ có cho anh em là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng này. Đó, ánh sáng trắng là sáng nhất luôn. Sáng trắng sẽ là sáng nhất như này. Đó, tiếp theo là ánh sáng vàng này. Tiếp theo là ánh sáng trung tính này. Và có cho anh em là đèn xanh đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện ích luôn anh em nhé. Đó, và rất sáng luôn. Đây anh em thấy không? Đây. Đấy, đèn này. Rõ đâu là sáng đấy luôn nhé. Kháng sáng cả một vùng trời luôn anh em thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn anh em nhé. Đây. Đấy, sáng trưng luôn. Anh em có thể treo lên như này. Treo lên như này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok nhá. Đó, treo này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok này. Rất sáng luôn nhá. Đấy, rọi rõ ngoài vườn luôn anh em này, bắt sâu bắt xiếc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đó. Lên cho bác cái con đèn F1 nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng F1. Đấy, con này nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời.
Đó, có ốc điều khiển nhức đầy đủ cho các bác luôn. Và con này cũng rất là sáng này. Đấy. Nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Và có cảm biến nhá. Tất cả những cái dòng đèn năng lượng này đều có cảm biến hết, tức là ban đêm khi mà có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét. Và các bác có thể để ở các cái vị trí nào tùy chỉnh cho nó phù hợp các bác nhá. Đó, đây. Các bác cắm cái phần chân kết nối năng lượng vào đây xem này. Đây, cắm đây xem. Đó. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có 3 chế độ sáng như này. Và ban ngày thì cái này nó sẽ là nó có cảm biến nhá. Đấy, khi mà che đi thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đó, ban đêm là nó sẽ sáng. Đấy, nó rất tiện ích như vậy. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1, đèn năng lượng F1. Lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 130.000. Em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. Thì em lên cho anh em cái con đèn đây, anh em thấy không? Đây. Con này thì bên em ký hiệu nó là đèn F1 anh em nhá. Rất sáng luôn này. Đấy, anh em thấy không? Đây. Đấy, pha của nó khá là rọi và sáng luôn anh em thấy không? Đây. Em rọi này, rất sáng luôn nhá. Ban đêm mà rất là sáng luôn. Đó, thì nó sẽ có cho anh em là chế độ sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Đấy, đây. Sáng mạnh này. Đấy, chế độ này là sáng mạnh nhất này. Rất sáng anh em nhá, sáng mạnh nhất này. Sáng vừa này và sáng 3 này. Đấy anh em thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy, chế độ này của nó là sáng nhất ở đây anh em nhá. Khá là sáng luôn, rất tuyệt vời để cho anh em sử dụng này. Đó, đây. Sáng chói luôn anh em nhìn vào ban đêm là rất là sáng này. Đấy, chế độ sáng 2, chế độ sáng 3 này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là sáng 1 này. Đó, đây, anh em thấy không? Đây. Rọi này. Rọi đâu là sáng đấy anh em nhá. Đi đâu là sáng đấy luôn. Đi đâu sáng đấy luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn này. Sáng trưng luôn anh em thấy không? Đó. Rất ok. Rồi ok anh em. Lên cho bác đó là cái con đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có thể tùy chỉnh nha. Có thể tùy chỉnh xoay các hướng như này, rất là tiện ích nha. Và con này cũng rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Và nó cũng có 3 chế độ sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Qua lên thì là đèn năng lượng 3 cánh 180.000. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó này. Dây rất là dài luôn. Và các bác cắm pin vào đây. Cắm pin vào con đèn này cho em. Đó, pin năng lượng 3 cánh như này. Và có kèm với các bác là ốc yếc, rồi là điều khiển yếc đầy đủ cho các bác luôn. Combo ốc điều khiển pin đèn như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000. Đây, rồi em sẽ test sản phẩm thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Đây, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Và về nhà các bác cắm vào cho em. Sau đó thì mình đấu nối rồi mình điều chỉnh để ở cái vị trí nào cho nó phù hợp. Đây, em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đây nha, hôm nay thì em sẽ test cho anh em xem cái con đèn này anh em nhá. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là cái con đèn đây. Đấy, con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh anh em này. Đấy, đấy anh em thấy không? Đi đâu là sáng ở đấy luôn anh em nhá. Đấy. Trời đang tối nhưng mà mình đi đâu là sáng trưng đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi. Và con này của nó là dòng siêu sáng luôn. Anh em nhìn trực tiếp là sáng chói mắt luôn anh em nhá. Đây. Đấy, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn anh em nhá. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Đó, đây con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh này anh em này. Đó, con này thì nó sẽ có cho anh em là 3 chế độ sáng nhá. Đấy, 3 chế độ sáng cho anh em này. Đây, nó sẽ có cho anh em là sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, và sáng yếu nhá. Đấy, sáng mạnh này. Rất sáng luôn anh em thấy không? Đây. Sáng trưng luôn này, sáng vừa này, sáng yếu này. Đó, sáng mạnh nha anh em này. Đấy, đây. Chế độ sáng nhất của nó là sáng mạnh như này anh em nhá. Rồi ok. Tiếp theo thì Để xuống đi, không rơi vỡ, để xuống. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Automat nhá, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Automat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá, Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng hàng đã qua sử dụng cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới.
Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA. Hàng nội địa của Nhật, toàn bộ 100% thứ Nhật hết, của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, át đều nhảy hết nhá. Cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là át cóc 30A nhá. Át cóc 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới, cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là át cóc này. Đó. Át cóc 30A nhá. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho một con. Đó, át cóc 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A con này. 30A dòng dò 15mA. Đó, hàng nội địa của Nhật, tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ cho các bác nhá. Chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Hàng của thương hiệu Z đây. Đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng AT 40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AT 40A. Dòng dò của nó là 30mA nhá. Đấy, AT 40A. Con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng điện gia đình này, hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó, thì các bác dùng cho tách từng tầng cũng được. Đấy, các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ. Nó rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80-90%. Đó, hàng made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con AT này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các bác nhá. Đấy, Mitsubishi. Chủ yếu là Natina nhá, Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là AT đại 40A nhá. Đó, AT đại này. AT đại 40A, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái AT đảo chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. AT đảo chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A, và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng, gọi là hai công tơ này. Đấy, già mình có hai công tơ hoặc là hai công tơ, hoặc là các bác dùng một điện lưới, một máy phát, thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em. Đó. Ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này, bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên. Đấy, khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá. Rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy, lên cho em là AT đảo chiều 63A nhá. Đấy, lên cho em là AT đảo chiều 63A này. Đấy, AT đảo chiều này. Đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn à. Lên cho em là AT đảo chiều 63A nhá. Giá của nó sẽ là 105k. Đó. Đợt trước nó bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000 là còn 105.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng đúng không nhá, con hạc đồng. Đó, thì đây nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đó, thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng một cái lư bằng đồng như này, các bác đeo vào cho em. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó, thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000. Đấy, các bác đeo vào đây cho em này. Đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy, rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại, hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 10cm nhá, chiều cao khoảng 10cm. Thì rất là tiện ích luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạc thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi. Còn cái hạc này thì sẽ là 70.000. Đây, đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, cầm về nhà các bác xoáy ra cho em. Sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy, cái nhang này thì sẽ là 60.000. Và con hạc này sẽ là 70.000. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Hạc đồng này. Đó, lên cho em là hạc đồng, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Còn nhang hạc thì sẽ là
nha hạc sẽ là 60k nha, 60k cho cái nha hạc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn, các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra, sau đó thì các bác cắm vào cho em. Đó. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy và rất là thơm. Đấy. Và được rất là lâu thì các bác dùng để mình gọi là tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn nhá. Lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k nha. 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó. Tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi. Đó. Có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn, thì các bác lấy màu nào đấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cả cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp. Đây, em đang đi trực tiếp đây các bạn này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân đây. Đây các bác thấy không? Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đây, có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng, còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất. Tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10, vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi. Còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80k nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Rồi ok. Đây rồi, em Phạm Huấn lại quay trở lại và trân trọng giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em. Bên em ship code toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về tiếp tục cho các bác một cái lô dây vòi xịt vệ sinh cực kỳ là cao cấp cho các bác nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây một vòi. Đấy, một dây một vòi, một giá đỡ. Đấy, và có kèm thêm cho các bác cả ốc yếc các thứ đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn. Combo thì sẽ là bao gồm là một dây này. Đấy, một dây, một vòi, một giá đỡ này luôn đây nhá. Giá đỡ tất cả đều bằng inox hết nhá. Đấy, Su 304, hàng nội địa của Nhật này. Osaka Japan này, đấy Osaka Japan. Con này thì về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em xong này, kết nối vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Hàng nội địa của Nhật nhưng mà giá cực kỳ Việt Nam nhá. Đây. Đấy, kết nối vào đây cho em này. Về nhà các bác bắt ốc vít vào tường này. Đấy, đây. À, cơ chế của nó thì sẽ là cơ chế tự ngắt nhé. Cơ chế tự ngắt khi nào các bác bóp thì nó mới ra, còn không bóp thì nó lại ngắt, thì nó rất là tiện ích. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2. Đấy, dài từ 1m2 nhé. Đó. Và một cái giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá là bao nhiêu? 100.000 các bác nhá. 100.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng thứ nhất là dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Hoặc là các bác có thể dùng để làm vòi tưới cây cũng được. Các bác xoáy vào các cái đầu vòi tưới cây. Ví dụ bên em có bán những cái vòi cam xanh ấy, hoặc những cái van hai đầu đấy. Thì về nhà các bác xoáy vào mình sử dụng cho em. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k tròn nhá. Lên cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Các bác lên cho em là xịt vệ sinh. Đấy, xịt vệ sinh.
dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi này, dây vòi xịt vệ sinh. Xịt vệ sinh giá sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này thì các bác lên mã giúp cho em, đó là vòi chậu rửa vuông nhá. Đấy, vòi chậu rửa mặt. Con này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt, cũng hàng thương hiệu Osaka Japan. Giá sẽ là 350.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con thân vòi bằng inox như này. Đấy, một thân vòi bằng inox này và một cái bộ dây nhá. Đấy, bộ dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đấy, một bộ bao gồm 2 dây nhá, 2 dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đó, và con này thì nó cũng có hai đầu nóng lạnh như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 350.000. Dùng rất là ngon luôn, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy, chất liệu bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ là một vòi và một dây như này. Lên cho em là vòi chậu rửa mặt vuông nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt vuông, giá sẽ là 350.000. Đấy, lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Vòi vuông này. Vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Chậu rửa mặt giá sẽ là 350k. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tăm nước nhá, tăm nước. Cái này nó sẽ là một cái dòng tăm nước cực kỳ tiện ích. Thì khi mà các bác dùng thì mình cái này dùng để mình gọi là cho nước vào, sau đó thì mình sẽ vệ sinh răng lợi bằng cách là mình dùng tăm, tức là dùng tia nước nhá. Đấy, các bác bấm này nó chạy. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu vòi như này. Các đầu vòi như này thì các bác vệ sinh niếu, vệ sinh lợi và rất là nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và có sạc cho bác luôn, một lần sạc các bác có thể dùng được cả tuần luôn. Thì cái này nó gọi là tăm nước nhá. Các bác dùng các cái tia nước để mình xỉa răng, nôm na nó là như vậy. Thì rất là đơn giản thôi. Giá bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tăm nước, giá sẽ là 160k cho một cái bộ tăm nước như này nhá. 160.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Đây nó sẽ là một cái găng tay cực kỳ là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lao động này, hoặc là làm vườn, nhặt cỏ này, hoặc là các bác đeo để đi ra ngoài mùa đông này cũng được. Đấy, mùa đông mà rét các bác dùng cái này cho em cũng rất là tiện ích thôi. Đó, nó không phải là bằng len hẳn, nó ấm nhưng mà nói chung là cũng rất là ok thôi. Đấy, co giãn 4 chiều, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều vừa hết nhá. Có hạt cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài này thì rất là thoáng luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Bên em bán theo combo từ 5 đôi trở lên nhá. Đấy, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. 5 đôi là 40k. Đấy. Các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. 5 đôi là bằng 40.000 nhá. Và một bịch này là 12 đôi thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác cứ mua cả bịch thì cho rẻ này. Cả bịch này 12 đôi chỉ có 70.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Đấy, bộ thìa của Đức như này, một hộp này của nó thì bao gồm cho bác là 6 chiếc nhá. Hộp này bao gồm là 6 chiếc luôn. Đấy, 6 chiếc thìa. À, 5 chiếc thìa như này, đẹp dày dẫn. Đấy, mà giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Rất đẹp luôn, dày dẫn chắc chắn. Và hàng thương hiệu Winling của Đức, inox 304 nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp 5 chiếc thìa như này. Thì các bác có thể mua để mình ăn cháo, ăn cơm, ăn phở hoặc dùng cho trẻ em rất là ok. Vừa bạn xinh xắn nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Hộp thìa Đức. Giá sẽ là 60k cho một hộp 5 chiếc nhá. 60.000 cho một hộp 5 chiếc như này. Khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái điện thoại một sim các bác nhá. Đấy, điện thoại một sim. Thì con này bên shop bán với giá đó là 100 trước là 150.000, đợt này về giá sẽ cao hơn một chút, giá sẽ là 160.000 các bác nhá. 160.000. Đó. Thì các bác lên cho em là điện thoại một sim, hàng thương hiệu Nokia, sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, một pin và một cục sạc luôn. Đấy, bây giờ các bác ra cửa hàng điện thoại mà bảo bán cho tôi một cái điện thoại hơn 100.000 thì chả có cửa hàng nào có đâu. Đó, chỉ có bên shop em mới có những cái hàng mà chất lượng mà cái giá nó hợp lý như này thôi. Bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho bác trong vòng 10 ngày, các bác về cứ nhận hàng sử dụng thoải mái. Đấy, hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại một sim, giá sẽ là điện thoại một sim nhá. Trước em đang bán là 150, đợt này về cho bác giá hơi tốt một chút là 160.000 nhá. Đó, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ giúp cho các bác là tưới cây tăng áp rất là tốt luôn. Về nhà các bác sẽ ra là nước thẳng này, nước tưới cây này, đấy, các kiểu như này, và kết nối với các đầu nguồn dây khác cực kỳ là ok. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp, giá của nó sẽ là 50k. 50k trong cái bộ vòi đồng tăng áp như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok.
Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, nó sẽ là 6 viên như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức các bác ạ, hàng của thương hiệu Winling của Đức, hai hình người đây. Đấy, Winling hai hình người của Đức như này. Rất tuyệt vời cho bác này. Winling hai hình người của Đức nhá, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Một hộp này chỉ có 70.000 thôi, 70.000 cho một hộp đá như này, có cả cái xìa, có cả cái kẹp này để các bác gắp ra cho em, nó rất là tiện nhá. Gắp ra. Giá thì sẽ là 70.000. Lên cho em là đèn à, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu 70k. Đó, đá vĩnh cửu này. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá của nó sẽ là 70k. Con này thì các bác dùng sử dụng chức năng chính là bây giờ mình về mình rửa sạch sẽ đi, sau đó thì mình bỏ vào cái ngăn đông tủ lạnh. Mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt, mình cần mát thì mình bỏ cái này vào là xong. Sau đó thì mình lại vệ sinh đi là xong. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đũa nhá. Đũa sứ. Các bác này, đấy rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, một hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này. Các bác cứ mua cho em 2 đến 3 vỉ là ok. 2 đến 3 vỉ là ok các bác nhá. Đấy, khi mà mình ăn cơm mà các bác dùng một cái đũa sứ này thì thứ nhất là không trơn trượt này, không nấm mốc này, không bị vi khuẩn xâm nhập này, rất là tiện và rửa thì rất là nhanh khô nhá. Đấy, kích thước thì rất là đẹp này. Dùng con đũa sứ này thì chấm hết luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, gọi là sứ nhưng mà nó rất là chắc chắn chứ không phải là dễ vỡ dễ gãy đâu. Cho nên các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp em đó là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ. Cái đũa sứ này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 60.000 cho một vỉ như này. 60.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60k cho vỉ đũa sứ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Đấy thì bên shop sẽ bán theo vỉ nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ là một vỉ này bán theo tức là bán theo dây như này, một dây bán theo 3 hộp như này nhá. Đấy. Bên shop thì bán sẽ là combo là 3 hộp như này nhá. 3 hộp như này thì giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 hộp nhá. Các bác lên cho em là keo vàng đa năng nhá. Keo vàng đa năng này. Keo vàng đa năng. Đó. Giá của nó sẽ là 20k. 20k trên 3 hộp nhá, 20.000 trên 3 típ. Đấy, keo vàng đa năng 20.000 3 típ này. Các bác có thể dùng để dán đồ trang sức này. Đấy, dán bàn ghế gỗ này, dán đồ sành, đồ sứ này rồi điện thoại này, thiếc nói chung là dán đa di năng được hết. Hàng này thì được sản xuất ở Thái Lan nhá. Sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, Thái Lan các bác này. Đó, mã vạch này, 885 này. Thì con này các bác yên tâm sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Lên mã giúp cho anh em đó là keo vàng đa năng, keo vàng đa năng, giá sẽ là 20.000 cho 3 típ nhá, 20.000 cho 3 típ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nhang trầm đốt nhá. Đấy thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 vòng. Đấy, mỗi vòng này là một mỗi một tẹp này là 2 vòng nhá. Mỗi một tẹp này là 2 vòng các bác. Về các bác giả nó sẽ là 2 vòng. Đó, 100 vòng. Và con này thì cái thời gian đốt của nó thì cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng nhá. Tùy theo cái địa hình các bác nhá, tùy theo cái địa hình các bác để nó ít gió thì nó sẽ cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một cái hộp nhang trầm đốt như này. 100 vòng luôn. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Chất liệu bằng trầm hương tự nhiên rất là thơm. Lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm đốt giá của nó sẽ là 40k. 40k trên một hộp bao gồm 100 vòng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia LED pháo hoa nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ là có các cái tia như này và các bác dùng để mình dán lên tường. Dán lên tường các bác hàn khung cho nó thì các bác trang lên nó cũng rất là đẹp. Đây. Đấy, nó sẽ bắn ra những cái tia pháo hoa này rất là đẹp này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ LED pháo hoa này thôi. 180k nhá. 180.000 cho cái bộ LED pháo hoa như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi. Đây nó sẽ là một cái đèn ngủ như này và các bác dùng chức năng dùng để đuổi muỗi cũng rất là ok luôn. Đó, dùng để đuổi muỗi này. Đấy, nó sẽ có hai chức năng và có cảm biến nhá. Ban đêm thì nó sẽ sáng và có công tắc bật này các bác này. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k nhá. 45k. Đó. Lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000 cho một chiếc như này. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác.
Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa anh em các bác nhé. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý là từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ gom hàng mua đủ 200 bên em sẽ bao ship. Sản phẩm đầu tiên em đến các bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã dao chặt đứt nhá. Đây là một con dao cực kỳ là ngon luôn. Hàng thứ nhất là hàng liền thân các bác này. Đấy, hàng liền thân cán liền. Thì con này các bác dùng nó rất là đầm tay. Và cân nặng của nó thì khoảng từ 3 đến 5 lạng, từ 3 đến 5 lạng. Hàng thương hiệu Winling của Đức này, Made in Germany nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá. Giá thì sẽ là 150k. Đó, dao chặt đứt này. Lên cho em là dao chặt đứt nhá. Chặt đứt. Giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho một em dao chặt đứt như này. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng liền thân nhá. Chặt cực kỳ là ngon luôn, băm chặt cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và có cái phần trên này để các bác dàn mình dàn thịt các bác này. Đấy, có phần này để các bác treo này. Thép của nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ, hàng made in Germany, rất chất lượng cho các bác luôn, băm chặt cực kỳ là ngon nhá. Đó. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao cầm trên cái con dao thái các bác nhá. Dao thái thì nó sẽ là em sẽ lên tên nó là dao nhọn và dao vuông để cho các bác dễ phân biệt nhá. Dao nhọn và dao vuông. Đấy, thì bên shop sẽ có hai mẫu như vậy, một mẫu nhọn và mẫu vuông. Và cái mẫu nhọn thì sẽ là 175.000 và mẫu vuông là 180.000. Đây. Con này thì nó sẽ là mẫu mũi nhọn như này các bác này. Đấy, mũi nó sẽ là mũi nhọn như này. Mũi nhọn như này các bác nhá. Dòng dao thì cực kỳ là bén luôn các bác nhá. Cái này các bác có thể mua để về mình thái lọc phi lê đều được hết này. Test giấy là bình thường, em sẽ test dọc giấy bóng cho bác xem này. Đấy, dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Đấy, tức là dao phải là dòng dao siêu bén thì mới dọc được giấy bóng như này nhá. Đấy, còn dao thường thì không thể dọc được giấy bóng như này đâu. Dòng này là dòng siêu bén luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 175.000. Lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn. Giá sẽ là 175.000 cho một em dao nhọn như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao nhọn này, 175k nhá. Dao nhọn giá của nó sẽ là 175k. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mã đó là con dao vuông nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia nó sẽ là mũi nhọn. Chiều dài của dao thì đều là vào khoảng là 30 cm. Và bản của dao thì nó sẽ là một cái dòng bản khoảng 4 phân rưỡi nhá. 4 phân rưỡi, cơ bản như vậy các bác. Thì đây nó sẽ là con này nó sẽ là con mũi vuông các bác này. Độ sắc bén thì như nhau thôi, khỏi về bàn về độ sắc bén rồi. Đấy, nói chung là rất là sắc luôn. Đấy, khoảng 30 cm. Con này thì mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia thì mũi nó bầu ra. Thì các bác tùy muốn lấy con nào thì lấy thôi. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, quay theo, rất bén luôn nhá. Dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Đó, rất là ok ngon lành. Wabo Japan này, thép không gỉ này, đấy, chroma này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là dao vuông nhá. Con này thì sẽ là 180k. Dao vuông này, đấy, lên cho em là dao vuông nhá. Dao thái vuông 180k nhá. 180.000 con dao thái vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩu thuốc nhá. Lên cho em là tẩu thuốc bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 một cái tẩu thuốc như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ 70.000 một cái tẩu thuốc như này nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái tẩu rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác theo, rất là tiện ích luôn. Đó, rất tiện ích như này nhá. Đó. Con này thì các bác có thể cho thuốc lá hoặc thuốc lào vào đây hút đều được hết nhá. Đấy, và đây nó sẽ là đầu liền như này. Chất liệu của nó đây, đấy, chất liệu của nó này. Đấy, nó sẽ là bằng một cái loại nhựa gì đó, còn cái đầu tẩu này nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đấy, các bác có thể xoáy ra như này các bác này. Đấy, châm nước vào đây, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, cái này nó có giòn giếc đầy đủ cho bác luôn nhá. Giá của nó sẽ là 70k. Các bác lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ tẩu thuốc như này để các bác sử dụng luôn. Rất là tiện, các bác có thể hút thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc, giá sẽ là 70k nhá. Đấy. Tẩu thuốc này. Giá của nó sẽ là 70k. 70k cho cái bộ tẩu thuốc nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Cái này thì các bác đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, thế là rác nó sẽ trôi vào đây là các bác đổ đi thôi. Cái này nó bằng lưới thì nước nó thoát nhanh và cái rác nó không bị bám vào như là cái chậu lọc bình thường nhá. Hãy lên cho em là lọc rác inox nhá. Lọc rác inox. Giá sẽ là 15k cho một chiếc như này. 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này nhá. 15.000. Đấy, rất là tiện, đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bác nhá. Sử dụng thì mọi người phải tắt cửa và cơ thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng.
Đó, nó rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là bỏ vào cho em là xong nhá, rất là tiện các bạn. Đây. Đấy. Đặt vào cho em là xong này. Đó, cơm rồi rác rưởi các thứ là mình cho vào là nó sẽ thoát nước rất là tốt luôn. Đấy, và rất là sạch sẽ nhá. Nó không bị bám cặn. Thì các bác dùng nó rất là vệ sinh. Đấy, đặt vào cho em là xong. Đấy, và nó thoát nước rất là tốt luôn, đổ đi rất là sạch. 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là khăn rửa mặt nhá. Thì bên shop bán nó sẽ là combo. Đấy, từ 3 chiếc trở lên 20.000 cho 3 chiếc và bán cả bịch này sẽ là 60.000 một bịch 10 chiếc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên nhá, 100% là bông tự nhiên. Một mặt của nó thì kích thước của nó sẽ là 50 và một chiều là 30, một chiều là 50, một chiều 30. Một mặt là bông mịn và một mặt là bông thường nhá. Một mặt là bông mịn, một mặt là bông thô. Thì các bác dùng để rửa mặt này, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa vệ sinh rất là ok. Nói chung là các bác mua một cái này, mua một bịch này các bác dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện. Khăn thì nó sẽ là dòng khăn của Hàn Quốc nhá, rất là bền đẹp, chắc chắn và sạch sẽ như này. Và kích thước của nó là khá là to luôn, 30 x 50. Và bên shop bán cho combo nhá. Đấy. À, 3 cái là bằng 20k nhá. Và 10 cái là một bịch này là bằng 60k. Đó, bên shop bán từ 3 cái trở lên 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thanh chắn cửa nhá. Các bác lên cho em là thanh chắn cửa. Đây là một cái thanh để các bác dùng để mình chắn cửa này, chắn cửa rồi dùng để chắn kiến, dán côn trùng rồi bụi bẩn các bác nhá. Các bác chỉ cần là nhét vào cái mép cửa này cho em là xong. Chất liệu của nó thì cái này là bằng vải này, còn cái này nó sẽ là bằng bọt này. Đấy, bằng bọt bông các bác nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái thanh chắn cửa này 25.000 các bác nhá. Thanh chắn cửa. Cái này thì các bác dùng để chắn côn trùng rồi nói chung là ruồi, muỗi, kiến, gián đều ok hết nhá. Thanh chắn cửa. Đây các bác này, đấy mình sẽ nhét vào cho em vào cái phần cửa như này. Ruồi, muỗi, rồi côn trùng, kiến, gián là nó sẽ chịu hết luôn nhá. Nó rất là tiện luôn. Đấy, thì rất là hợp lý cho các bác sử dụng thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc, chiều dài của nó thì vào khoảng là 90cm. Về nhà các bác chỉ cần là banh nó ra, sau đó thì mình nhét vào khe cửa là xong. Ruồi, muỗi, kiến, gián, côn trùng đều ok hết nhá. Rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý các bác. Đấy, các bác chỉ cần nhét vào cho em này xong này. Đó, sau đó thì mình phần thừa là mình cắt đi, rất hợp lý luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ lược nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 110.000 cái bộ tăng đơ lược như này. Con này thì có sẵn cho các bác là dây cắm sạc luôn nhá. Dây cắm sạc này, 4 cái cữ này, một cái lược này, một lọ dầu tra và một cái chổi vệ sinh. Hàng thì của thương hiệu Aichen của Nhật nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn, cầm cực kỳ là chắc tay nhá. Và có điều chỉnh cữ cho các bác luôn này, từ 0,8 đến 2mm nhá. Đấy, các bác có thể điều chỉnh cữ đây để mình cắt này, rất là ngon nhá. Đây, đẩy lên. Đấy, rất là khỏe luôn nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các bạn. Đấy, rất là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để cắt tóc này, cạo râu, chấn viền được hết nhá. Cắt cho người già trẻ con không sợ bị ăn tay các bạn. Đấy, tăng đơ đang chạy nhưng mà rất là ngon luôn nhá. Con này rất là bền các bạn, rất là bền. Các bác dùng để cắt tóc, chấn viền đều ok hết. Có sẵn cho bác là một lược này, 4 cữ và một đốc sạc luôn nhá. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. Tăng đơ lược giá sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một cái con tăng đơ lược như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay giấy vàng nhá. Lên cho em là khay giấy vàng. Con này sẽ là 130.000 cho một cái khay giấy vàng như này. Giá của nó sẽ là 130k. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đây nó sẽ là một cái khay bằng giấy như này. Khay này thì nó sẽ là bằng nhựa nhá. Bằng nhựa mạ vàng như này các bác này. Đấy, nắp của nó thì nó sẽ là mà trực tiếp này luôn, các bác để cho em giấy các thứ loại giấy ăn vào đây rất là tiện ích nhá. Đó, bằng nhựa và mạ vàng 18 carat, các bác dùng bền đẹp chắc chắn không lo bị gì sét nhá. Đấy, không lo bị gì sét cong vênh như thế này thế nọ, cứ vừa mua về là mình dùng thôi. Chiều rộng của nó khoảng 20, chiều dài 20, chiều rộng thì vào khoảng là 12 và chiều cao thì vào khoảng là 10. Đó, rất là đẹp nhá. Vừa xinh mà khổ giấy, các bác để lên bàn ăn này, bàn ăn hoặc bàn uống nước rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là khay giấy vàng nhá. Nó bằng nhựa nhá. Bằng nhựa mạ vàng rất là đẹp luôn. Khay giấy vàng 130.000. Đó, giá rất hợp lý cho anh em và các bác lựa chọn luôn. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng cho em này, lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cưa gấp các bác nhá. Cưa gấp này. Đó, nó sẽ là một con cưa rất là chất lượng này các bác này. Đấy, cưa gấp nhá. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu Japan các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác xem này. Đó, bẻ cong thoải mái nhá. Con này thì nó sẽ gấp gọn như này. Và chiều dài của nó thì hàng về theo lô, có lô là 25 cm và có lô là 30 cm. Thì hàng về theo lô thì bên em cũng bán theo lô thôi. Các bác hết sức thông cảm cho em nhé. Đó. Thì con này các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen. Giá của nó sẽ là 50k nhé. 50k. Đó, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái cưa gấp trắng đen như này. Lên cho em cưa gấp trắng đen 50k này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành cam này. Đấy, lên cho em là kéo cành cam. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhé. 70.000. Có kèm cho các bác thêm một cái lò xo. Đấy, kèm thêm một cái lò xo nữa luôn. Cho nên nó rất là tiện. Thì các bác dùng thì mình có thể thay thế lò xo. Hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là xong nhá. Con này thì các bác dùng để cắt cây, cắt cành. Nói chung là dùng rất là đa di năng luôn. Và rất là ngon nhá. Thép SK50 gì này. Made in Japan này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này vào cho em là xong nhá. Đó đây. Made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Nên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Lên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. Kéo cành cam này. Kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa lách nhá. Cưa lách, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đó. Nó sẽ là một con cưa lách như này, made in Japan cho bác nhá. Con này các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành rồi tỉa cây những cành răm, cành nhỏ rất là ok, hoặc là lách vào những cái khe của những cái cành cây để mình cưa, nó gọi là cưa lách. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 40.000 nhá, 40k cho một con cưa lách như này nhá, hàng made in Japan qua đây. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một con kéo tỉa inox này. Đấy, cũng là hàng của Nhật đây, made in Japan của nhá. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này, đấy dùng để cắt tỉa răm rất là ok luôn nhá. Các bác dùng tỉa răm, tỉa cây, những cái răm cây nhỏ các bác tỉa đi cho em. Rất là ok luôn. Đó, hàng made in Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000, lên cho em là kéo tỉa răm inox nhá, kéo tỉa răm inox giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Thì đấy là giá bán lẻ, còn bên shop bán theo combo thì nếu mà các bác mua combo 4 món 2 kéo và 2 cưa thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá, 160.000 sẽ combo cho các bác bao gồm là 2 kéo 2 cưa luôn các bác nhá, 2 kéo 2 cưa. Thì con này các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá. 50k, đó 50k cho con kéo tỉa inox như này. Đấy thì nếu các bác mua combo cho em là 4 món như này thì giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Đấy thì tính ra là nếu mà các bác mua là cái kéo hành cam này là 70.000 này. 70.000. Đấy cộng với lại cái hai món này 50.000 nữa là vào 170 rồi, 170 với cái này 40.000 nữa là vào đi là 201. Thế mà các bác mua combo 4 món như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bộ 4 cưa kéo nhá. Bộ 4 cưa kéo giá chỉ có 160.000 thôi. Bộ 4 cưa kéo này, cưa kéo giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho bộ 4 cưa kéo như này. Đấy, mua cho em combo 4 món như này giá sẽ là 160.000, cộng thêm cho em 30.000 thì ship nữa là 190 các bác nhá. Đó, còn các bác cứ gom đủ 200 bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24, hàng cũng là hàng của Nhật made in Japan đây. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa răm rất là ok luôn. Chiều dài của nó là 24 25 cm, cho nên là các bác lên cho em là kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24. Con này bao nhiêu? Lên cho em là kéo 24 nhá, kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Đấy, con này thì bên shop bán riêng, giá của nó sẽ là 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Còn con inox này thì nó sẽ là 20 cm thôi. Con inox là 20 cm. Còn con màu đen này thì nó sẽ là 24 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc như này. Đấy, con này thì nó sẽ là kéo cành đúc, hàng made in Japan này, đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan này các bác này, chữ triện của Nhật đây. Các bác dùng để cắt cành và cắt cây rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ là hàng đúc liền thân như này, cắt rất là ngon và mượt nhá. Đấy, hàng đúc liền thân này không lo bị gãy, bị bong đâu nhá. Đấy, lò xo chữ V rất là tiện dụng đây, hàng made in Japan các bác này. Đó, giá thì sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc, giá của nó sẽ là 130k.
130.000 cho một con kéo cành đúc nhá. Giá sẽ là 130.000 thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó.